lại chẳng thấy nhãn cùng với tát bà nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy nhĩ tĩ thể thân ý cùng với tát bà nhã hợp. Vì sao? Vì sáu căn chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy sắc cùng với tát bà nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp cùng với tát bà nhã hợp. Vì sao? Vì sáu trần chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy nhãn thức, dẫn đến ý thức cùng với tát bà nhã hợp. Vì sao? Vì sáu thức chẳng thể thấy được. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: vì sao ở đoạn kinh trên có nói đến 5 ấm, 12 nhập, 18 giới mà chẳng nói đến 12 nhân duyên? Đáp: Phật vẫn thường nói đến 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên, cũng như thường nói đến hết thảy các pháp đều có cấu có tịnh mà chẳng phải quyết định là thật có cấu, thật có tịnh. Vì sao? Vì ở nơi các pháp có khi có các kiết sử sanh ra, mà lại cũng có khi chẳng có các kiết sử sanh ra. Ví như ở nơi ruộng lúa có lúa mọc lên, mà cũng có cỏ dại mọc xen vào nữa. Phải biết rằng 5 ấm, 12 nhập, 18 giới, 12 nhân duyên đều là sự. Còn 6 pháp ba la mật dẫn đến tát bà nhã, đức nhất thiết trùng trí mới là tịnh trùng. Bồ Tát do đã mỏng kiết sử, chẳng còn dùng các sự việc dẫn sanh phiền não nữa, nên ở đây chẳng có nói đến 12 nhân duyên. Lại nữa, Bồ Tát có trí huệ thâm sâu, rõ biết về pháp không, nên chẳng còn khởi các phiền não, mà chỉ tu luyện các công đức. Bởi nhân duyên vậy, nên chẳng thấy 5 ấm, 12 nhập, 18 giới cùng tát bà nhã hợp. Vì sao? Vì ở trong cả ba đời, tát bà nhã cũng là bất khả đắc. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy đàn ba la mật, dẫn đến chẳng thấy bát nhã ba la mật cùng tát bà nhã hợp. Vì sao? Vì sáu pháp ba la mật chẳng thể thấy được. Lại chẳng thấy bốn niệm xứ, tám thánh đạo cùng tát bà nhã hợp, dẫn đến chẳng thấy 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp cùng tát bà nhã hợp. Vì sao? Vì bốn niệm xứ, tám thánh đạo dẫn đến 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp chẳng thể thấy được. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: nói 5 ấm, 12 nhập, 18 giới là những pháp thế gian chẳng cùng tát bà nhã hợp thì còn hợp lý, nhưng vì sao nói 6 pháp ba la mật cũng chẳng cùng tát bà nhã hợp? Đáp: 6 pháp ba la mật được phân ra làm hai loại, đó là ba la mật thế gian, ba la mật xuất thế gian. Ba la mật thế gian chẳng cùng tát bà nhã hợp, ba la mật xuất thế gian mới cùng tát bà nhã hợp. Lại nữa, khi hành 6 pháp ba la mật mà chưa giải kiết sử thì chẳng có thể cùng tát bà nhã hợp được. Lại nữa, 6 pháp ba la mật cũng đều là không, đều chẳng thấy được, bất khả kiến nên chẳng thể cùng tát bà nhã hợp được. Hỏi: 6 pháp ba la mật có tục có đạo, vì sao 37 phẩm trọ đạo là pháp dẫn đến niết bàn mà cũng chẳng cùng tát bà nhã hợp được? Đáp: 37 phẩm trọ đạo là pháp môn tu của hàng nhị thừa, dẫn đến niết bàn nhị thừa. Niết bàn của Bồ Tát mới dẫn đến Phật đạo, nên 37 phẩm trợ đạo chẳng có thể cùng tát bà nhã hợp được. Hỏi: vì sao trong kinh nói Bồ Tát cũng học 37 phẩm trợ đạo, như vậy vì sao nói 37 phẩm trợ đạo chẳng cùng với tát bà nhã hợp? Đáp: Bồ Tát tu tập 37 phẩm trợ đạo mà chẳng chấp, nếu chấp thì sẽ hồi hướng về đạo thanh văn, bởi vậy nên nói 37 phẩm trợ đạo chẳng cùng tát bà nhã hợp được. Hỏi: vì sao 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp cũng chẳng cùng tát bà nhã hợp được? Đáp: 10 Phật lực, 18 bất cộng pháp tuy là diệu pháp, là tát bà nhã, nhưng vì Bồ Tát chưa lậu tận nên chẳng cùng với tát bà nhã hợp được vậy. Nói về 10 Phật lực nên phân biệt có 3 trường hợp, đó là Bồ Tát tuy chưa được Phật đạo, nhưng do tu tập 10 Phật lực mà dần dần sẽ vào được Phật đạo. Bồ Tát do tu tập 10 Phật lực đã vào được Phật đạo và đang cầu được tâm tát bà nhã. Bồ Tát do tu tập 10 Phật lực đã vào được Phật đạo và đã tương ưng với tát bà nhã. Chỉ có hạng Bồ Tát sau cùng mới hợp với tát bà nhã, còn hai hạng Bồ Tát trên chưa hợp được với tát bà nhã. Lại nữa, tát bà nhã là rốt ráo không, là chẳng thấy được nên chẳng có hợp, cũng chẳng có không hợp. Kinh: Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy Phật và Bồ Đề cùng với tát bà nhã hợp, cũng chẳng thấy tát bà nhã cùng Phật và Bồ Đề hợp. Vì sao? Vì Phật tức là tát bà nhã và tát bà nhã tức là Phật, vì Bồ Đề tức là tát bà nhã và tát bà nhã tức là Bồ Đề. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: Bồ Tát và pháp Bồ Tát cũng chẳng cùng tắt bà nhã hợp hay sao? Đã, trong loài người Phật là đấng đại giác ngộ, là đấng vô thượng. Trong hết thảy pháp, Tát Bà Nhã là pháp vô thượng. Cho nên nói Bồ Tát và pháp Bồ Tát chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được. Vì sao? Vì được Tát Bà Nhã rồi mới được gọi là Phật. Chưa được Tát Bà Nhã thì chẳng được gọi là Phật. Lại nữa, Phật tức là Tát Bà Nhã tức là Phật. Lìa Phật ra chẳng có Tát Bà Nhã, lìa Tát Bà Nhã ra chẳng có Phật. Hỏi, nói Phật là người nên chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp thì còn hợp lý, nhưng Bồ Đề là pháp vô thượng, sao cũng chẳng hợp với Tát Bà Nhã? Đáp, có thuyết nói Bồ Đề là trí huệ của Phật, nhưng Tát Bà Nhã mới thật là nhất thiết trí huệ của Phật. Lại có thuyết nói, ở trong 11 trí thì trí thứ 11 là Tát Bà Nhã, còn 10 trí kia nhiếp về Bồ Đề. Lại nữa, 10 Phật lực là pháp của Phật, còn Bồ Đề là do Bồ Tát ước tưởng phân biệt mà có, chẳng phải là thật. Chỉ có chỗ sở đắc của Phật tức là Tát Bà Nhã mới là thật pháp. Nếu nói Bồ Đề là pháp của Bồ Tát thì pháp ấy cũng chỉ là hư vọng, chẳng thật có. Bởi vậy nên nói Bồ Đề chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp được. Trong đoạn kinh nêu trên đây, Phật nói rằng Phật cũng như Bồ Đề chẳng cùng Tát Bà Nhã hợp. Vì sao? Vì Phật tức là Tát Bà Nhã tức là Phật. Bồ Đề của Phật tức là Tát Bà Nhã tức là Bồ Đề của Phật. Bồ Tát phải tu tập đúng như vậy mới được cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Kinh này Xá Lợi Phất khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Tát chẳng tu tập sắc là có hữu hay là không vô, chẳng tu tập sắc là thường hay vô thường, chẳng tu tập sắc là khổ hay là lạc, chẳng tu tập sắc là ngã hay là vô ngã, chẳng tu tập sắc là tịch diệt hay chẳng phải tịch diệt, chẳng tu tập sắc là không hay là chẳng phải không, chẳng tu tập sắc là hữu tướng hay là vô tướng, chẳng tu tập sắc là hữu tác hay là vô tác, dẫn đến chẳng tu tập thọ tưởng hành thức cũng đều là như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Lại nữa, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm có hành hay chẳng có hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hành Bát Nhã Ba La Mật là chẳng hành mà cũng chẳng phải chẳng hành. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Luận, Bồ Tát phải quán năm ấm là chẳng phải có hữu, chẳng phải không vô mới cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng. Vì sao? Vì thế gian do hai chấp hữu và vô mà cứ phải trôi lăn mãi trong sanh tử luân hồi. Nếu thuận dòng sanh tử là chấp hữu ngã, nếu nghịch dòng sanh tử để giải thoát cho riêng mình thì vẫn còn chấp vô ngã. Lại nữa, ngã kiến nhiều là do chấp hữu, tà kiến nhiều là do chấp vô. Chấp 4 ngã kiến là chấp hữu, chấp 4 tà kiến là chấp vô. Bị ba độc trói buộc là do chấp hữu, bị vô minh trói buộc là do chấp vô. Chẳng biết năm ấm do các duyên chứa nhóm sanh là chấp hữu, chẳng biết tập sanh là chấp vô. Gần ác tri thức và ngoại đạo khiến phải đoạn về đoạn diệt. Chẳng tin có tội phước là chấp vô. Nghĩ các pháp đều là không rồi chấp tướng không ấy là chấp vô. Nghĩ 6 căn cùng hết thảy các pháp đều là thật có là chấp hữu. Tóm lại, ái kiến nhiều thì chấp hữu, tà kiến nhiều thì chấp vô. Như vậy hữu hay vô đều là hư vọng, chẳng phải thật có. Nếu phá được cả hai chấp hữu và vô thì mới vào được trung đạo. Ví như người đi trên con đường hẹp, một bên là hồ nước sâu, một bên là khu rừng lớn đang bốc cháy, thì người ấy phải khéo giữ mình chẳng để bị trượt chân ngã về bất cứ bên nào. Vì sao? Vì nếu để bị trượt chân ngã về bất cứ bên nào cũng đều nguy hiểm cả. Người chấp hữu và người chấp vô đều có lỗi. Vì sao? Vì nếu chấp các pháp là thật có thì chẳng có các nhân duyên sanh pháp. Nếu đã biết các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh nên đều là tự tánh không, là vô pháp. Nhưng nếu lại chấp vô pháp là thật có thì chẳng có tội phước, chẳng có các pháp vậy. Do có người chấp hữu, có người chấp vô mà sanh ra có tranh chấp hơn thua phải trái, dẫn đến có sanh ra các kiết sử phiền não, rồi do có kiết sử phiền não mà sanh ra có tạo nghiệp dẫn vào ba đường ác. Trái lại, khi vào được thật tướng pháp thì chẳng còn có tranh chấp hơn thua phải trái gì nữa cả. Lại nữa, chấp hữu là chấp có các pháp hữu vi, mà các pháp hữu vi đều là vô thường, đều dẫn đến khổ đau. Còn chấp vô thì tin chẳng có tội phước nên tự do tạo tội ác, khiến phải đọa vào địa ngục thọ các quả báo khổ đau. Người chẳng chấp hữu chẳng chấp vô, mới xa được các lỗi lầm, vào được nơi thật tướng pháp. Lại nữa, năm ấm chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Nếu chấp năm ấm là thường thì chẳng có sanh, chẳng có diệt. Do vậy mà chẳng có tội phước, chẳng có các quả báo thiện ác. Những cảnh chết chóc hàng ngày, cảnh bảo con thân thuộc than khóc trước phút biệt ly xa cách, cho thấy rõ thân người cũng như vạn vật đều là vô thường. Trong kinh có nói đến thời kiếp tận thì hết thảy đều bị tiêu diệt, là đại vô thường. Bởi vậy chẳng có thể nói năm ấm là thường. Thế nhưng chỉ nên dùng vô thường để phá chấp về thường, mà chẳng nên chấp tướng vô thường. Vì sao? Vì chấp vô thường cũng là có lỗi. Nên biết rằng các pháp niệm niệm sanh diệt nên là không. Sáu tình cũng niệm niệm sanh diệt nên chẳng thủ được sáu trần. Vì sao? Vì nội tâm cũng như ngoại trần đều chẳng có trú, vô trú. Do vì chẳng trú nên là chẳng có duyên, vô duyên là không vậy. Nếu tư duy như vậy mà tu tập các nhân duyên và quả báo thì sẽ thấy nhân duyên và quả báo cũng luôn luôn biến chuyển. Từ đó giữa người chấp hữu và người vô chấp ắt sẽ có tranh chấp. Nên trong kinh nói năm ấm vô thường là bất khả đắc. Lại nữa, năm ấm chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã. Vì sao? Vì ở trong khổ có lạc, ở trong lạc có khổ. Nên khổ và lạc đều là bất khả đắc, dẫn đến ngã và vô cũng đều là bất khả đắc. Lại nữa, do các pháp đều là tự tánh không, nên nói các pháp dù là hữu tướng thì cũng là vô tướng, dù là hữu tác thì cũng là vô tác. Trước đây đã nói nhiều về năm ấm do duyên sanh, nên là tự tánh không, là tịch diệt, là như như niết bàn tướng. Năm ấm cũng như hết thảy các pháp vốn là tự tánh không, là tịch diệt. Chỉ khi nào ba độc giấy khởi thì mới chẳng tịch diệt. Lại nữa, lửa vô thường thiêu đốt mà các pháp vốn tịch diệt đã trở thành không tịch diệt. Do chấp ba độc là thật mà ba độc vốn tịch diệt đã trở thành không tịch diệt. Bởi vậy nên không và bất không, hữu tướng và vô tướng, hữu tác và vô tác, tịch diệt và phi tịch diệt đều là bất khả đắc cả. Lại nữa, Bồ Tát ly được cả hai bên hữu và vô, hành trung đạo là hành bát nhã ba la mật mà cũng chẳng chấp bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì Bồ Tát là bất khả đắc, bát nhã ba la mật cũng là bất khả đắc, nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật mà chẳng chấp bát nhã ba la mật. Bồ Tát quán thật tướng các pháp, nên dù có hành bát nhã ba la mật, dù chẳng có hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát cũng chẳng chấp, vì đã rõ biết chấp hữu cũng như chấp vô đều có lỗi cả. Bồ Tát tu tập như vậy nên được cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Kinh này xá lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phải vì bát nhã ba la mật mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì đàn ba la mật, thi la ba la mật, sẵn đẻ ba la mật, tí lê gia ba la mật, thiền na ba la mật mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì quả vị bất thối truyền mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thành tựu chúng sanh mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thanh tịnh Phật độ mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 4 vô ngại trí, 18 bước cộng pháp mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cánh không, vô thỉ không, tán không, tánh không, chư pháp không, tự tướng không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp hữu pháp không mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì như pháp tánh thật tế mà hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng phá hoại các pháp tướng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: sáu pháp ba la mật và như pháp tánh thật tế đều là pháp của Phật. Nếu nói chẳng vì các pháp ấy mà hành bát nhã ba la mật thì Bồ Tát phải dùng pháp gì để hành bát nhã ba la mật? Đáp: như Phật nói, do chẳng phá hoại các pháp tướng mà Bồ Tát chẳng có phân biệt bố thí với san tham, dẫn đến như pháp tánh thật tế trong ba cõi cũng chẳng có phân biệt. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không, đều là như mộng như huyễn, nên Bồ Tát chẳng có đóng chấp các pháp. Bồ Tát chẳng vì pháp hữu vi mà vẫn hiện hành pháp hữu vi. Bồ Tát hành pháp hữu vi mà tâm chẳng chấp đắm, dẫn đến hành bát nhã ba la mật, hành như pháp thật tế, như pháp tánh thật tế cũng như vậy. Vì hạng Bồ Tát này mà kinh nói Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng các phương tiện hành các sự việc mà tâm chẳng hề chấp các sự việc ấy. Kinh này xá lợi Phất, Bồ Tát Ma Tát chẳng phải vì như ý thần thông mà hành bát nhã ba la mật, chẳng phải vì thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông mà hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát chẳng thấy bát nhã ba la mật, huống nữa là thấy các thần thông. Bồ Tát Ma Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: trước đã nói về thiền na ba la mật và 5 thần thông rồi, sau nay còn nói thêm nữa. Đáp: trước đây nói về tổng tướng, này nói về biệt tướng. Ở nơi biệt tướng thì có các công đức quả báo. Bồ Tát có 5 thần thông mới làm được nhiều việc lợi ích cho chúng sanh. Cho nên dù có tâm từ bi, dù có hành bát nhã ba la mật mà chẳng có được 5 thần thông thì cũng như chim thiếu mất đi một cánh, chẳng có thể bay xa được. Lại cũng ví như cây không sành được quả, lại cũng chẳng có ích lợi nhiều. Lại nữa, Bồ Tát có đủ 5 thần thông thì ở trong vô lượng Phật Pháp mới chẳng có lỗi lầm. Hỏi: vì sao Phật lại nói Bồ Tát chẳng phải vì 5 thần thông mà hành bát nhã ba la mật? Đáp: có nhiều Bồ Tát tu được 5 thần thông rồi, mà do thiếu các lực phương tiện nên khởi tâm kiêu mạn, khinh khi các Bồ Tát khác. Phật vì hạng Bồ Tát này mà nói như trên. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật. Bồ Tát ở nơi bát nhã ba la mật chẳng còn chấp, huống nữa là chấp 5 thần thông. Kinh: này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Tát chẳng giấy niệm rằng ta dùng như ý thần thông bay khắp 10 phương để cúng dường chư Phật, ta dùng thiên nhĩ thông để nghe chư Phật khắp 10 phương thuyết pháp, ta dùng tha tâm thông để biết tâm niệm của chúng sanh trong hàng xa thế giới ở khắp 10 phương, ta dùng túc mạng thông để biết việc làm của chúng sanh trong hàng xa thế giới ở khắp 10 phương, ta dùng thiên nhãn thông để biết chúng sanh trong hàng xa thế giới ở khắp 10 phương chết đây sanh kia. Bồ Tát Ma Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận: trước đây nói về 5 thần thông, nay nói về công dụng của thần thông. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng giấy niệm rằng mình đã dùng 5 thần thông? Đáp: vì Bồ Tát đã xả bỏ chấp ngã, đã được trí căn bản, đã phá sạch kiêu mạn, đã khéo tu các giải thoát môn và các tam muội, nên biết Phật cũng do nơi 3 giải thoát môn mà có được Phật thân vi diệu, ví như vàng ròng vào lửa sáng chói lên mà người đứng bên ngoài nhìn thấy dịu sắc mà chẳng sao dùng tay nắm bắt được. Lại nữa, hết thảy các pháp đều như huyễn như hóa, chẳng có gần, chẳng có xa, chẳng có tướng nhất định. Ví như nhà huyễn thuật hóa tác ra các huyễn vật, lừa dối mắt người xem, khiến họ thấy có các tướng lớn, nhỏ, xa gần, sai khác vậy. Lại nữa, Bồ Tát thường ở trước Phật, thường an trú trong định, nên có thể ngay trong một niệm biến thành vô lượng thân, đi khắp cả 10 phương để cúng dường chư Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đoạn các pháp ái, đã đầy đủ 5 thần thông, đã có đại thần lực, nguyện ở trong 3 đường ác khắp độ chúng sanh. Kinh: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Tát khi thật hành bát nhã ba la mật như vậy nên các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại, chẳng dám đến gần để quấy nhiễu. Do vậy mà Bồ Tát thành tựu được hết thảy các sự việc lợi ích cho thế gian theo như ý muốn. Bồ Tát được chư Phật trong khắp 10 phương thường ủng hộ, khiến chẳng rơi về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa. Bồ Tát lại được chư thiên thường ủng hộ, giúp thành tựu được các pháp như ý nguyện. Dù ở đời trước đã có phạm trọng tội thì ở đời nay Bồ Tát cũng chỉ thọ quả báo nhẹ mà thôi. Vì sao? Vì Bồ Tát trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh. Bồ Tát Ma Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ương. Luận: trên đây nói lên sự tán thán Bồ Tát hành bát nhã ba la mật được đại công đức. Các quả báo này đều là quả báo công đức của trí huệ cả. Hỏi: mà là chủ ở cõi dục, Bồ Tát hãy còn nhục thân, sao lại chẳng bị ma quấy phá? Đáp: do Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật nên được chư Phật thường hộ niệm, được chư thiên thường phò trợ, lại do thường hành bất khả đắc không nên chẳng còn đám trước nơi hết thảy các pháp. Bởi vậy nên các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại nữa. Ví như người có thân hình lành mạnh thì các độc trùng chẳng có chỗ tiện để xâm nhập vào da thịt được. Lại nữa, vì Bồ Tát chẳng có đám trước các ma sự, vì đối với các ác ma chẳng có hề khởi sân hận, khiến các ác ma chẳng có chỗ tiện để gây tác hại. Lại nữa, vì Bồ Tát đã thâm nhập nhẫn nhục ba la mật, đã có từ tâm tam muội nên thường chẳng gặp các ách nạn như nạn nước, nạn lửa, nạn đao binh, vân vân. Khi Bồ Tát làm các sự việc như trồng rau, đậu, trồng cây hoa, cây ăn quả, làm nhà, đào giếng, vân vân đều được như ý nguyện. Khi Bồ Tát muốn lập chùa, muốn thuyết pháp độ sanh, vân vân cũng đều được như ý nguyện. Hết thảy các sự việc ở thế gian, Bồ Tát đều như pháp hành nên đều được như ý nguyện. Vì sao? Vì Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp, đã tu tập vô lượng công đức trí huệ, lại vì thường thật hành bát nhã ba la mật, chẳng còn đắm trước hết thảy pháp. Do chẳng sanh tâm đắm trước nên các kiết sử mỏng dần, thiện căn càng thêm tăng trưởng, thâm hậu hơn lên. Do được thiện căn thâm hậu nên nguyện gì cũng đều được thành tựu như ý. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật được chư thiên tán thán cung kính, được các hàng long vương quỷ thần xưng dương tán thán và giúp đỡ, khiến Bồ Tát thành tựu được mọi sự việc ở thế gian như ý nguyện. Lại nữa, Bồ Tát còn được chư Phật ở khắp mười phương thường hộ niệm nên được oai đức như ý nguyện vậy. Hỏi: trước đây nói tâm Phật bình đẳng, nay vì sao lại thiên vị hộ niệm các Bồ Tát? Đáp: Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà có công đức trí huệ tương ưng với đại tâm của chư Phật. Tuy tâm Phật bình đẳng nhưng vì Bồ Tát đã có được khí phần trí huệ của Phật, đã được tương ưng với chư Phật nên được chư Phật ứng niệm để khuyến tấn trong việc hành đạo. Lại nữa, Phật hộ niệm Bồ Tát vì chẳng muốn Bồ Tát thối tâm rơi về thanh văn địa. Vì sao? Vì phải vào được ba giải thoát môn, không, vô tướng và vô tác mới thường niệm Phật, thực hành các Phật sự. Do vậy mà được chư Phật thường hộ niệm, khiến tâm trở nên kiên cố, chẳng còn thối chuyển nữa. Ví như trứng cá, nếu chẳng được cá mẹ nhớ nghĩ che chở thì chẳng nở được vậy. Lại nữa, khi Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng có chấp đắm dục lạc ở thế gian, mà chỉ muốn giáo hóa chúng sanh nên được chúng sanh tôn quý, được chư thiên phò trợ. Lại nữa, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật vào được thật trí huệ, vào được Phật chủng, lại dùng tâm từ bi hành đại bố thí, nên dù đời trước có phạm trọng tội phải đọa địa ngục thì đời nay nhờ oai đức đó chỉ thọ quả báo tội nhẹ mà thôi. Ví như vị thái tử dù phạm trọng tội cũng chỉ chịu hình phạt nhẹ vì thuộc về dòng giống nhà vua, vương chủ vậy. Lại nữa, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật được thật trí huệ, được tâm rỗng lặng nên chẳng còn chìm đắm trong bể khổ sanh tử. Trái lại, phàm phu do kiết sử nặng nề khó thoát ra khỏi ngục tù bã cõi, ví như cái bình thiếc rỗng ruột nổi trên mặt nước, trong lúc đó cái bình đặc ruột phải bị chìm sâu xuống đáy nước. Trong đoạn kinh trên đây, Phật nói rõ về nhân duyên Bồ Tát được 5 công đức. Vì Bồ Tát trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Hỏi: thật hành bát nhã ba la mật là đã có đầy đủ 5 công đức rồi, nay vì sao lại nói Bồ Tát do trải lòng từ bi rộng lớn làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà thành tựu được 5 công đức? Đáp: tâm từ bi là nhân sanh ra bát nhã ba la mật. Do phát nguyện trải lòng từ bi rộng lớn độ thoát hết thảy chúng sanh mà Bồ Tát thành tựu được 5 công đức như đã nêu, đó là chẳng còn bị ác ma gây tác hại, thành tựu được các việc lợi ích ở thế gian, được chư Phật thường hộ niệm, được chư thiên thường phò trợ, các trọng tội đời trước được chuyển thành khinh tội. Lại nữa, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thường khởi 2 duyên, đó là duyên chúng sanh, duyên pháp. Khi duyên chúng sanh thì Bồ Tát khởi tâm từ bi, khi duyên pháp thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Do khởi tâm từ bi nên Bồ Tát theo bát nhã ba la mật sanh và hành theo bát nhã ba la mật. Kinh: này Xá Lợi Phất, do thật hành bát nhã ba la mật nên Bồ Tát Ma Ha Tát mau được các môn Đà La Ni và các môn Ta Muội, sanh về đâu cũng thường gặp Phật pháp, mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng bao giờ rời chư Phật. Luận: Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà được các phước đức nhân duyên, được đầy đủ các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Cũng do thật hành bát nhã ba la mật mà Bồ Tát được tâm minh liễu, bởi vậy nên sanh về đâu Bồ Tát cũng thường được gặp Phật, thường được nghe pháp. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật. Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà chẳng chấp hết thảy pháp, nhờ vậy mà sanh về đâu cũng thường được gặp Phật, nghe pháp. Ví như người đời này ưa đấu tranh thì đời sau sẽ sanh về chốn địa ngục, hay các nơi có nạn binh đao giết chóc. Người đời này có nhiều sơn nhuế thì đời sau sẽ sanh làm rắn độc ác trùng. Người đời này ngu si thì đời sau sẽ sanh làm loài phù du hay làm loài côn trùng ở dưới đất. Còn như Bồ Tát có lòng ái kính Phật, do thường niệm thật tướng bát nhã, do thường tu tập các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội nên sanh về đâu cũng đều được thấy Phật, được nghe pháp. Lại nữa, do phát đại nguyện đời đời được thấy Phật nên chẳng bao giờ rời Phật. Trong kinh có chép nhiều mẩu chuyện về người tùy ở ngay trong đời có Phật mà vẫn chẳng thấy được Phật. Ví như đời Phật Tỳ Bà Thi có một ông Bà La Môn tuy thấy Phật và chúng tỳ kheo mà chẳng muốn nghe Phật pháp. Ông Bà La Môn này lại còn mắng nhiếc Phật và chúng tỳ kheo, nên sau khi mạng chung phải đoạn làm súc sanh trong suốt 91 kiếp. Lại nữa, do thầm niệm chư Phật, do khéo tu các Đà La Ni và các Tam Muội nên đời đời chẳng mất tâm Bồ Đề. Lại do thường nguyện chẳng rời Phật nên đời đời được gặp Phật, nghe pháp, tương tục từ đời này sang đời khác, mãi cho đến khi chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hỏi như vậy là quả báo, sao lại nói là do tương ưng với bát nhã ba la mật mà được như vậy? Đáp, do tương ưng với bát nhã ba la mật mà để gặp Phật, đây là ở trong quả báo mà nói đến nhân. Có hai trường hợp tương ưng, đó là tâm tương ưng, pháp tương ưng, do hành đạo Bồ Tát mà Bồ Tát được sanh về xứ tốt, được gặp Phật, được nghe pháp, được chánh niệm nên gọi là tương ưng. Kinh này xá lợi Phất khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng có pháp cùng pháp hợp hay chẳng hợp, bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp này cùng pháp khác hợp hay chẳng hợp, chẳng thấy có pháp này cùng pháp khác bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, đoạn kinh trên đây cho thấy rằng ở nơi hết thảy pháp chẳng có cùng pháp cộng hợp. Hỏi, các pháp cũng có ít phần hợp với nhau, như khi áp sát hai ngón tay vào nhau thì trong bốn phương đã có một phương hợp, sao lại nói chẳng có hợp? Đáp, khi đặt hai ngón tay sát vào nhau thì chỉ có ít phần hợp, trong bốn phương chỉ có một phương hợp, còn ba phương khác chẳng có hợp. Như vậy chỉ là giả hợp, chẳng thể gọi là hợp được. Lại nữa, dù nhiều vật cùng được đặt vào một chỗ, dù nhiều chất cùng được hòa trộn với nhau cũng chẳng có thể gọi là hợp. Vì sao? Vì các vật các chất ấy đều mỗi sai khác nhau, bởi vậy nên nói các pháp chẳng phải có hợp, cũng chẳng phải chẳng có hợp. Hỏi, tất cả các chất lỏng đều có tướng ướt, các chất rắn đều có tướng cứng, vân vân. Như vậy là pháp cùng pháp có bình đẳng, sao lại nói chẳng có bình đẳng? Đáp, các pháp nếu có tướng dụng không sai khác nhau thì có thể gọi là bình đẳng, ví như tất cả các chất lỏng đều có tướng ướt nên cùng với nước bình đẳng. Các pháp được xếp thành loại có tướng chung như tướng sắc, tướng vô sắc, tướng cứng, tướng ướt, tướng di động, vân vân. Xét về mặt tướng chung thì các pháp thuộc về mỗi loại bình đẳng với nhau. Lại nữa, hết thảy pháp đều chỉ là một tướng nhất tướng, đều là chẳng có tướng vô tướng, nên đều là bình đẳng với nhau. Thế nhưng nếu đã giấy tâm chấp trước thì thấy có những tướng sai khác, khiến chẳng còn thấy các pháp bình đẳng với nhau nữa. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng thấy các pháp bình đẳng hay chẳng bình đẳng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tánh không. Vì tự tánh không nên là chẳng phải pháp, tức là vô pháp. Vì là vô pháp nên là chẳng thể thấy được, tức là bất khả kiến. Vì là bất khả kiến nên chẳng phải bình đẳng, cũng chẳng phải chẳng bình đẳng vậy. Nếu bình đẳng và chẳng bình đẳng hòa hợp thì mới là tương ưng, nếu chẳng hòa hợp thì chẳng có tương ưng. Hỏi, trước đây chỉ tán thán bát nhã ba la mật, vì sao nay lại nói thêm về tương ưng với bát nhã ba la mật? Đáp, vì người nghe pháp thường sanh tâm nhàm chán nên Phật phương tiện nói pháp theo nhiều giai đoạn. Trước hết Phật tán thán công đức của bát nhã ba la mật để người nghe sanh tâm hoan hỉ dẫn đến tín thọ bát nhã ba la mật. Sau đó Phật mới nói đến hành tương ưng với bát nhã ba la mật. Kinh này xá lợi Phất khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng ta sẽ mau chóng vào được pháp tánh, hay ta sẽ chẳng vào được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy pháp tánh là tánh có thể được khả đắc vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận, pháp tánh cũng tức là thật tướng pháp, khi đã trừ được hết các kiết sử, đã phá tan được màn vô minh mê ám thì tâm trở nên thanh tịnh. Lúc bấy giờ hành giả thật quán được bản tánh thanh tịnh của các pháp, như vậy là vào được pháp tánh. Pháp tánh vốn chân thật, chúng sanh do tà quán mà bị các tà kiến trói buộc, nếu hữu tỉnh ngộ hành chánh quán thì sẽ được giải thoát. Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật chẳng giấy niệm nghĩ rằng ta sẽ mau được pháp tánh hay ta sẽ chẳng vào được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ pháp tánh là vô tướng, chẳng có xa gần, nên chẳng có sự việc mau được hay lâu được hay chẳng được pháp tánh. Pháp tánh là thật tế, là như, chẳng có thể được vậy. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Tát chẳng thấy có pháp nào xuất sanh từ pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào ở ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy pháp tánh khác với các pháp. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận do vô minh che tâm mà chẳng thấy được tự tánh thanh tịnh của các pháp, do vì chẳng thấy rõ tự tánh của các pháp mà khởi sanh các tà kiến, cho rằng các pháp xuất sanh từ pháp tánh, hoặc cho rằng các pháp ở ngoài pháp tánh, hoặc cho rằng pháp tánh khác với các pháp. Các bậc thánh do đã dứt trừ được vô minh nên vào được thật tướng pháp. Do biết ở nơi thật tướng thì hết thảy pháp đều là vô tướng, là nhất tướng. Ví như mặt trời bị mây che khuất khiến chẳng chiếu ánh sáng được. Khi mây tan biến rồi thì mặt trời lại chiếu ánh sáng trở lại như trước. Vì sao? Vì do mây che lấp mà hư không đã mất đi tánh trong suốt. Khi mây đã tan biến rồi thì tánh trong suốt của hư không lại hiện ra như cũ. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào xuất sanh từ vô minh, chẳng có pháp nào xuất sanh từ pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào ngoài pháp tánh, cũng chẳng thấy có pháp nào khác với pháp tánh cả. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Tát chẳng giấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp. Bồ Tát Ma Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: thế nào là chẳng giấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp? Đáp: giấy niệm y nơi pháp tánh có nghĩa là chấp pháp tánh. Thế nhưng chấp pháp tánh, quý pháp tánh cũng duyên sanh ra các kiết sử. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng giấy niệm y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp. Hỏi: pháp tánh là không, là nhất tướng, là vô tướng, như vậy làm thế nào mà có thể y nơi pháp tánh để phân biệt các pháp? Đáp: pháp tánh diệt được vô minh, tận trừ các kiết sử phiền não, phá được các pháp tướng. Nhờ vậy mà tâm trở nên thanh tịnh, trí huệ trở nên sáng suốt, khiến có thể phân biệt được các pháp. Tùy pháp tánh hành là hành thiện pháp, chẳng tùy pháp tánh hành là hành bất thiện pháp. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây: có một vị phạm trí đến hỏi Phật: bạch Thế Tôn, ở trong trời đất cũng có thiện, có ác, có tốt, có xấu chăng? Phật dạy: đúng như vậy. Vị phạm trí thưa: nguyện xin Thế Tôn vì tôi nói pháp. Phật dạy: có ba việc ác, ba việc thiện, gồm tham dục là ác, trừ tham dục là thiện, sân nhuế là ác, trừ sân nhuế là thiện, ngu si là ác, trừ ngu si là thiện. Lại có 10 việc ác, 10 việc thiện, gồm sát sanh là ác, không sát sanh là thiện, trộm cướp là ác, không trộm cướp là thiện, tà dâm là ác, không tà dâm là thiện, vọng ngữ là ác, không vọng ngữ là thiện, ỷ ngữ là ác, không ỷ ngữ là thiện, lưỡng thiện là ác, không lưỡng thiện là thiện, ác khẩu là ác, không ác khẩu là thiện, tham là ác, không tham là thiện, sân là ác, không sân là thiện, si là ác, không si là thiện. Dẫn đến có vô số việc ác, vô số việc thiện. Các đệ tử của ta do như thật phân biệt thiện ác mà vào được pháp tánh, mà được đạo vậy. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng giấy niệm nghĩ rằng tu pháp này sẽ được pháp tánh hay sẽ chẳng được pháp tánh. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy dùng pháp này sẽ được pháp tánh hay sẽ chẳng được pháp tánh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là cùng bát nhã ba la mật tương ưng. Luận hỏi: thế nào gọi là được pháp tánh? Đáp: thật hành theo đúng 8 thánh đạo, vào được nơi thật tướng pháp, vào được niết bàn, gọi là được pháp tánh. Pháp tánh là thật tướng pháp, là bát nhã ba la mật. Khi thật hành bát nhã ba la mật, chẳng giấy niệm có thật hành bát nhã ba la mật mới gọi là được pháp tánh. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật và pháp tánh tuy hai mà chẳng khác. Bát nhã ba la mật và pháp tánh đều là rốt ráo không. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy pháp tánh hợp với không, chẳng thấy không hợp với pháp tánh. Bồ Tát Ma Ha Tát phải tu tập đúng như vậy mới được gọi là tương ưng bát nhã ba la mật. Luận: Bồ Tát chẳng quán pháp tánh là không, cũng chẳng quán không là pháp tánh. Vì sao? Vì hành không tức là được pháp tánh, duy pháp tánh thì mới được không. Pháp tánh và không chẳng khác nhau, cả hai đều là rốt ráo không cả. Kinh. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy nhãn giới hợp với không, không hợp với nhãn giới, chẳng thấy sắc giới hợp với không, không hợp với sắc giới, chẳng thấy nhãn thức giới hợp với không, không hợp với nhãn thức giới, dẫn đến chẳng thấy ý giới, pháp giới, ý thức giới hợp với không, chẳng thấy không hợp với ý giới, với pháp giới, với ý thức giới, tương ưng không như vậy gọi là tương ưng đệ nhất. Luận: nhãn giới chẳng cùng hợp với không và không chẳng cùng hợp với nhãn giới. Vì sao? Vì nhãn giới là hữu mà không là vô, có hữu chẳng pháp là không vô và nghịch lại, không vô chẳng phải là có hữu. Bởi vậy, hữu và vô chẳng có hợp với nhau được. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp tướng đều là tán hoại, hết thảy các pháp đều tự tướng không, đều chỉ có nơi danh nơi tướng, đều chẳng thật có, đều chẳng nên chấp đắm, dẫn đến tự tướng không đó cũng chẳng nên chấp. Vì không cũng là bất khả đắc, cho nên nói nhãn giới không chẳng phải là nhãn giới không, như vậy mới thật là nhãn giới không. Nhãn giới và không chẳng cùng nhau tương hợp, vì cả hai đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc cả, dẫn đến sắc giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới cũng chẳng cùng với không tương hợp, tất cả đều là tự tướng không, đều là bất khả đắc cả. Hỏi: vì sao ở đoạn kinh trên đây chẳng có nói đến 5 ấm mà chỉ nói đến 18 giới mà thôi? Đáp: nói về 18 giới là đã tóm gọn đầy đủ hết thảy các pháp rồi. Có hạng người ở nơi tâm và sắc, còn có lầm chấp về các sắc pháp. Lại có hạng người ở nơi tâm và sắc, chẳng còn có lầm chấp về các sắc pháp. Đối với hạng người sau, khi nghe đoạn kinh trên đây nói về 18 giới là liền được ngộ. Hỏi: thế nào gọi là tương ưng đệ nhất? Đáp: nghĩa không là thâm áo tạm của chư Phật khắp trong 10 phương. Đây là cửa duy nhất dẫn thẳng đến Niết Bàn Bồ Tát, chẳng có cửa nào khác. Lại nữa, tương ưng không mới có công năng phá giải các tà kiến hí luận. Bởi vậy nên tương ưng không là chẳng thể họa, chẳng thể phá, là tương ưng đệ nhất vậy. Kinh: lúc bấy giờ Phật khai thị các nhân duyên hành đệ nhất không. Phật dạy: này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát hành đệ nhất không, chẳng đoạn về Thanh Văn và Bích Chi Phật địa, thường tịnh Phật quốc độ, giáo hóa chúng sanh, mau được vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Phất, trong các pháp tương ưng thì Bát Nhã Ba La Mật là pháp đệ nhất, pháp tối diệu, chẳng có pháp nào bì kịp. Vì sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát hành Bát Nhã Ba La Mật là tương ưng với không, vô tướng và vô tác. Phải nên biết rằng Bồ Tát này đã được thọ ký hay đã gần được thọ ký. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tương ưng như vậy hay làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng giấy niệm nghĩ rằng ta cùng với Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, chư Phật sẽ thọ ký cho ta, hay ta gần được thọ ký, hay ta sẽ tịnh Phật quốc độ, hay ta sẽ được vô thượng Bồ Đề và sẽ truyền pháp luân. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào ra ngoài pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có pháp nào gọi là được chư Phật thọ ký, chẳng thấy có pháp nào gọi là vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có pháp nào gọi là chuyển pháp luân. Vì sao? Vì khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng thấy có tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tướng kiến giả. Vì sao? Vì chúng sanh là rốt ráo bất sanh bất diệt, nên là chẳng có tướng sanh tướng diệt. Nếu các pháp đã chẳng có tướng sanh tướng diệt thì cũng chẳng có pháp nào gọi là hành Bát Nhã Ba La Mật cả. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát Ma Ha Tát chẳng thấy có chúng sanh, nên cũng chẳng thấy có chúng sanh được độ. Vì sao? Vì chúng sanh là không, là bất khả đắc. Phải ly tướng chúng sanh mới thật là hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát trú nơi đệ nhất tương ưng, trong các tương ưng thì đệ nhất tương ưng là hơn hết. Vì sao? Vì tương ưng mà chẳng tương ưng mới là đệ nhất tương ưng. Bồ Tát Ma Ha Tát tu tập tương ưng như vậy nên chẳng sanh tâm san tham, chẳng sanh tâm phạm giới, chẳng sanh tâm sân nhuế, chẳng sanh tâm giải đãi, chẳng sanh tâm loạn động, chẳng sanh tâm vô ký, chẳng đoạn về nhị thừa địa. Luận: nói về tương ưng không có hai nghĩa, đó là pháp không, bất khả đắc không. Bồ Tát hành pháp không thì chẳng đoạn về nhị thừa địa, Bồ Tát hành bất khả đắc không thì chẳng đoạn về bất cứ cảnh giới nào. Nếu xét về phương tiện thì có hai trường hợp, đó là nếu chẳng tu phương tiện không thì đoạn về nhị thừa địa, nếu có tu phương tiện không thì chẳng đoạn về nhị thừa địa mà thẳng đến vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, xét về phương tiện còn có hai trường hợp nữa, đó là nếu có tâm từ bi thì vào được cửa không, dẫn đến tịnh Phật quốc độ, chẳng có đoạn về nhị thừa địa. Nếu chẳng có tâm từ bi thì đoạn về nhị thừa địa. Bồ Tát chú trong tương ưng không được vô chướng ngại, thường giáo hóa chúng sanh, dạy họ hành năm thiện đạo, khiến cho quốc độ Phật được trang nghiêm thanh tịnh. Hỏi, giáo hóa chúng sanh là đã tịnh Phật quốc độ rồi, như vậy vì sao nói có Bồ Tát thì quốc độ Phật mới được thanh tịnh trang nghiêm? Đáp, nhờ có Bồ Tát phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh, dạy họ hành 10 thiện đạo mà quốc độ Phật được thanh tịnh trang nghiêm. Ví như phải nhờ có sức kéo của trâu mà cỗ xe mới lăn bánh, mới di chuyển được vậy. Hỏi, trước chỉ nói tương ưng không, sau nay nói hành bát nhã ba la mật tương ưng với không, vô tướng và vô tác, nói như vậy có mâu thuẫn chăng? Đáp, phải nên phân biệt bát nhã không, phi bát nhã không. Trước nói về bát nhã không, có người nghe nói về pháp không lại khởi chấp tướng không, nên phải nói đến bát nhã không. Dùng trí huệ bát nhã để thấy rõ hết các pháp ở nơi thật tướng đều là không, biết không mà chẳng nên chấp không mới là bát nhã không. Lại có người chấp rằng không là đệ nhất, còn vô tướng vô tác chẳng phải là đệ nhất, nên lại phải nói vô tướng vô tác cũng đều là đệ nhất cả. Vì sao? Vì không vô tướng vô tác chỉ là một, đều là tối thượng, là tôn quý vậy. Hỏi, vì sao nói vào được cửa không là được Phật thọ ký? Đáp, khi mới hành đạo Bồ Tát còn nhục thân, lúc bấy giờ Bồ Tát chỉ mới có được lực trí huệ, chưa có được vô sanh pháp nhẫn, nên phải phân biệt thâm nghĩa của không để Bồ Tát được rõ. Khi Bồ Tát vào được cửa không rồi thì sẽ được Phật tán thán các công đức, nên gọi là được Phật thọ ký vậy. Nên phân biệt có ba hạng Bồ Tát được thọ ký, đó là Bồ Tát đã được thọ ký, Bồ Tát sắp được thọ ký. Bồ Tát trong đời vị lai lâu xa sẽ đoạn trừ sạch các kiết sử và sẽ được Phật thọ ký. Hỏi, Bồ Tát đã được đệ nhất tương ưng rồi, sao chưa được Phật thọ ký? Đáp, nếu Bồ Tát tu các phương tiện trí huệ mà chưa được đầy đủ công đức thì chưa được Phật thọ ký, phải có đầy đủ công đức rồi mới được Phật thọ ký. Lại nữa, có Bồ Tát lợi căn, khi nghe được thọ ký có thể sanh tâm kiêu mạn. Bởi vậy, Phật phải tán thán công đức của các Bồ Tát để khuyến tấn các vị ấy tu thuần thục cho đến khi được vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát lợi căn khi đã được tương ưng không rồi sẽ chẳng còn lay động nữa. Các Bồ Tát độn căn nếu tinh tấn hành Phật đạo cũng sẽ được Phật thọ ký, cũng sẽ được vào niết bàn an lạc. Lại nữa, người thế gian thường chỉ cầu được hai điều lợi, đó là lìa được khổ, hưởng được vui. Bồ Tát chẳng phải như vậy. Bồ Tát làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng sanh tâm kiêu mạn, chẳng cầu được đền ơn đáp nghĩa, chỉ cầu được tịnh Phật quốc độ mà thôi. Hỏi, thế nào gọi là xuất pháp tánh? Đáp, nếu hành bát nhã ba la mật mà chẳng thấy có hành thì đó gọi là xuất pháp tánh. Trái lại, nếu hành bát nhã ba la mật mà còn thấy có hành thì đó là còn chúng sanh tánh. Ở nơi pháp tánh, Bồ Tát quán chúng sanh đồng với pháp tánh nên chẳng sanh cao tâm, chỉ chẳng cầu được đền ơn đáp nghĩa, chẳng thấy được thọ ký. Vì sao? Vì Phật Bồ Tát đều là không. Bồ Tát hành không như vậy là điều vô thượng Bồ Đề, mà vô thượng Bồ Đề cũng là không vậy. Phật dạy Bồ Tát chẳng có khởi chấp tướng chúng sanh, vì do biết tướng chúng sanh là rốt ráo bất sanh bất diệt, là không, là bất khả đắc. Như vậy, nếu lìa được tướng chúng sanh thì cũng lìa được tất cả các sự tướng khác. Ví như lìa được tướng nóng thì cũng chẳng còn có tướng lửa nữa. Vì tương ưng không là đệ nhất, là thắng diệu, nên Bồ Tát trú ở nơi không mà khởi các bản nguyện lợi sanh của mình. Vì sao? Vì Bồ Tát thấy chúng sanh ở ngay nơi không mà điên đảo làm chấp có chúng sanh, có pháp, tự tạo ra cho mình bao nhiêu kiết sử phiền não, để rồi phải thọ lãnh bao nhiêu nỗi khổ đau. Do thấy chúng sanh như vậy mà Bồ Tát khởi tâm đại từ bi, thương xót họ, phát đại nguyện cứu họ thoát khổ. Lại nữa, Bồ Tát tu 6 pháp ba la mật, biết rõ hết thảy pháp đều là vô thường, nên chẳng chấp đắm tài vật và thân mạng, thường hành bố thí làm lợi lạc cho chúng sanh. Bố thí thanh tịnh như vậy là tương ưng với hành không vậy. Hỏi, nếu chẳng thấy có ngã, chẳng thấy có thế gian thì cũng chẳng có bố thí, nhưng vậy Bồ Tát làm sao hành bố thí được? Đáp, vì chúng sanh cần nên Bồ Tát hành bố thí. Khi hành bố thí, Bồ Tát chẳng có trụ chấp nơi bố thí. Bồ Tát hành bố thí với tâm thanh tịnh, với tâm không, nên được tương ưng với bát nhã ba la mật. Hết quyển 37. Luận Đại Trí Độ quyển 38. Phẩm thứ tư Vãng Sanh. Kinh: Ngài Xá Lợi phất thưa: Bạch Thế Tôn, chư vị Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật và tu tập tương ưng như vậy, đã từ cõi nào sanh về cõi này, và từ cõi này sau khi chết sẽ sanh về đâu? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, những Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật và tu tập tương ưng như vậy rồi, có thể từ các cõi Phật khác sanh về cõi này, hoặc từ cõi trời đâu xuất sanh về cõi này, hoặc đã ở trong loài người sanh trở lại làm người ở cõi này. Này Xá Lợi Phất, vì ở cõi này mau được tương ưng với bát nhã ba la mật, nên các Bồ Tát ở các cõi Phật khác sau khi mạng chung đã nguyện sanh về cõi này. Ở cõi này thường được gặp Phật, lại thường có các thâm diệu pháp hiển bày, nên Bồ Tát sanh về đây để tu học sẽ được mau tương ưng với bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhất sanh Bổ Xứ từ cõi trời đâu xuất sanh về cõi này. Những Bồ Tát này chẳng hề mất sáu pháp ba la mật, nên dù sanh về cõi nào cũng hiển bày đầy đủ các môn Đà La Ni và các môn Ta Muội, cũng tương ưng với bát nhã ba la mật. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát đã ở trong loài người sau khi mạng chung sanh trở lại làm người ở cõi này, trừ các bậc bất thối chuyển mới mau tương ưng với bát nhã ba la mật. Còn các Bồ Tát căn tánh chậm lụt chẳng có thể mau được tương ưng với bát nhã ba la mật, và hiện tiền cũng chẳng có thể mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Luận hỏi: trong kinh nói chúng sanh là không, là bất khả đắc, lại cũng nói Phật, Bồ Tát, bát nhã ba la mật đều chỉ có ở nơi danh tự, đều là bất khả đắc. Ngài Xá Lợi Phất đã biết rõ như vậy, sao vẫn còn hỏi làm gì? Đáp: ở trong Phật pháp phải nên phân biệt hai đế, đó là thế đế, đệ nhất nghĩa đế. Thế đế nói có chúng sanh, đệ nhất nghĩa đế nói chẳng có chúng sanh, vô chúng sanh, nói chúng sanh là không, là bất khả đắc. Lại nữa cũng nên phân biệt hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát đã biết rõ hết thảy các pháp tương ưng đều chỉ là danh tự, hữu tri danh tự tướng. Hạng Bồ Tát chưa biết rõ hết thảy các pháp tương ưng đều chỉ là danh tự, vô tri danh tự tướng. Ví như trong quân đội khi canh phòng có dùng đến các mật hiệu, chỉ những quân nhân có trách nhiệm mới được biết đến, còn những người không có trách nhiệm cũng như đế quân chẳng sao có thể biết được. Lại nữa, xét về mặt tu tập cũng phải nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát mới tu, còn chấp các pháp tướng, chưa có được tha tâm trí. Hạng Bồ Tát đã tu thuần thục, trải qua nhiều đời nhiều kiếp, chẳng còn chấp pháp tướng, lại đã có được tha tâm trí. Chính vì hạng Bồ Tát mới tu, còn chấp pháp tướng, chưa có được tha tâm trí, mà Ngài Xá Lợi Phất phải hỏi Phật như đã nêu ở đoạn kinh trên đây. Đối với hạng Bồ Tát này, phải nên vì họ khai thị chúng sanh không, cho họ biết chúng sanh là không, là bất khả đắc. Trái lại, hạng Bồ Tát đã tu thuần thục rồi, đã biết danh tự tướng của các pháp, đã có được tha tâm trí rồi, thì dù vẫn sống chung với chúng sanh mà vẫn an nhiên tự tại. Ngài Xá Lợi Phất dùng thiên nhãn, thấy rõ chúng sanh trong sáu đạo chết đây sanh kia, thấy rõ các nhân duyên thiện ác nên chẳng còn nghi nữa. Thế nhưng vì những người chưa có được thiên nhãn, chưa thấy xa rộng được như Ngài, mà Ngài phải hỏi Phật như trên đây. Vì sao? Vì có nhiều vị thanh văn giấy niệm khinh khi các Bồ Tát, vì thấy các Bồ Tát hành sáu pháp ba la mật mà lại nguyện ở lâu trong sanh tử, hoặc vì thấy các Bồ Tát chưa đoạn giải các lậu mà lại dùng trí huệ học các kinh thơ nội và ngoại điển, hoặc vì thấy các Bồ Tát chưa chứng được thật tế, chưa thoát khỏi sanh giả chết. Chư vị thanh văn ấy nghĩ rằng các Bồ Tát đã tu tập trải qua vô lượng kiếp mà vẫn chẳng chứng được niết bàn, ắt là phải đoạn vào đường ác. Ngài Xá Lợi Phất thương xót các vị thanh văn ấy, muốn họ sanh tâm tin kính các Bồ Tát, mà Ngài phải hỏi Phật như trên, mong được Phật giải đáp để cho họ đều được rõ. Bởi nhân duyên vậy nên Phật đã khai thị rõ về ba hạng Bồ Tát sanh về cõi này, đó là hạng Bồ Tát từ các cõi Phật khác sanh về cõi này, hạng Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất sanh về cõi này, hạng Bồ Tát từ trong loài người sau khi mạng chung trở lại sanh làm người ở cõi này. Hỏi: thế gian có sáu đạo, vì sao chỉ nói đến trường hợp Bồ Tát sanh làm người ở cõi này mà chẳng có đề cập đến các đạo khác? Đáp: như trước đây đã có nói, trời Atula hưởng lạc nhiều nên khó tu, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là ba đạo thuần khổ cũng rất khó tu để được đạo, bởi vậy nên chẳng có nói đến. Hỏi: trong kinh có nêu trường hợp một vị đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất Trần tạo như chân châu mà đắc quả A-la-hán. Lại còn có vị tỷ kheo tên là Ma-du Bả Thi Tha, suốt 500 đời làm thân khỉ, mà khi được làm người cũng chứng được 6 thần thông, được quả A-la-hán. Và khi đã được quả A-la-hán rồi, Ngài còn thói nhảy nhót như loài khỉ. Vì sao chẳng có nói đến trường hợp được đạp ở trong 3 đường ác? Đáp, tuy rằng trong loài súc sanh cũng có trường hợp được đạp, nhưng vì quá ít nên chẳng có nêu ra ở đây. Lại nữa, các vị ấy trải qua nhiều đời, đã gieo trồng các thiện căn công đức, đã tu đạo niết bàn, nhưng vì đã có phạm lỗi lầm khiến phải đoạn vào 3 đường ác. Khi đã đoạn các nghiệp rồi thì các vị ấy lại được sanh làm người để tiếp tục tu học. Do đã sẵn có các thiện căn thuần thục rồi nên dễ được quả báo tốt vậy. Đoạn kinh trên đây nêu những trường hợp được đạo trong loài người. Có người tùy đời trước có cấu tâm, nhưng đời nay tu tập được đạo Bồ Tát, được tâm thanh tịnh vô lậu. Những người ấy đã thành tựu được các thiện căn hữu lậu cũng như vô lậu, nên nay sanh lại làm người, cũng lại thứ lớp tu tập hướng về vô thượng Bồ Đề. Ở trong loài trời, loài Atula cũng có những trường hợp tương tự. Hỏi, vì sao ở cõi trời Đâu Xuất thường có các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến thuyết pháp, mà ở các cõi trời khác chẳng có được như vậy? Đáp, ở cõi sắc chư thiền thường hay đắm thiền vị, nên ở đây khó được tương ưng với bát nhã ba la mật. Chư thiền ở cõi trời Đâu Xuất do kiết sử cạn mỏng nên mới nghe được các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thuyết pháp, mới thường nghe được bát nhã ba la mật. Do nghe được bát nhã ba la mật mà tâm càng được lanh lợi hơn. Các vị từ cõi trời Đâu Xuất cũng như các vị từ cõi Phật khác sanh về cõi này đều là những vị lợi căn thượng trí ở trong vô lượng A Tăng kỷ kiếp đã xa liễm tội lỗi. Còn các vị mà trước đây đã ở trong loài người, sau khi mạng chung sanh lại làm người ở cõi này, đều là những đệ tử của Phật đã từng nghe pháp, tránh ước niệm và đã tu tập các công đức trí huệ. Ngoài ra còn có các vị tuy căn trí chậm lụt, nhưng do khảm nhẫn tu tập thiện pháp mà nay có thiện duyên sanh về cõi này để được thấy Phật, nghe pháp, được tu tập bát nhã ba la mật, dẫn đến đường tương ưng với bát nhã ba la mật. Hỏi, vì sao từ cõi trời Đâu Xuất chỉ có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới sanh về cõi này? Đáp, loài người có nhiều kiết sử phiền não, có nhiều tội lỗi, nên từ cõi trời Đâu Xuất chỉ có các vị đại Bồ Tát mới sanh về cõi này, thọ thân người, sống trong xã hội loài người mà chẳng bị nhiễm ô phiền não. Ví như đem sữa cho ngỗng uống thì ngỗng biết lựa sữa để uống, biết chữa lại các chất bẩn lẫn lộn trong sữa. Cũng như vậy, Bồ Tát ở ngay trong thế gian đầy phiền não mà chẳng có bị nhiễm trước. Vì sao? Vì như trong kinh đã nói, các vị đại Bồ Tát chẳng hề mất 6 pháp ba la mật. Vì lợi ích chúng sanh mà các vị đại Bồ Tát phân bố khắp 10 phương, đem đại trí huệ giáo hóa chúng sanh. Các vị Bồ Tát từ các cõi Phật khác cũng như các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở cõi trời Đâu Xuất đều là những vị pháp tánh sanh thần Bồ Tát, biến hóa được vô lượng thân, dùng vô lượng pháp môn phương tiện để độ thoát chúng sanh. Còn hạng Bồ Tát trước đã ở trong loài người, sau khi mạng chung sanh trở lại làm người ở cõi này thì chẳng được như hai hạng Bồ Tát nêu trên. Vì sao? Vì còn độn căn thiểu trí, lại còn chấp ngã, nên vẫn còn sanh ít nhiều kiết sử. Các Bồ Tát hạng này phần nhiều còn là nhục thân Bồ Tát. Hỏi, đã là Bồ Tát bất thối chuyển rồi thì chẳng còn có kết nghiệp thọ sanh thân nữa, như vậy vì sao lại còn thọ sanh thân làm người ở cõi này? Đáp, các vị Bồ Tát này tuy đã được bất thối chuyển, nhưng do chưa xả được nhục thân nên nguyện sanh về cõi này để mau được tương ưng với bát nhã ba la mật. Còn các vị Bồ Tát căn trí còn chậm lụt, chẳng có thể mau được tương ưng với bát nhã ba la mật được, và ở hiện tiền chẳng có thể mau được các môn Đà La Ni và các môn Tam Muội. Kinh. Này Xá Lợi Phất, ông hỏi Bồ Tát Ma Tát rời cõi này sẽ sanh về cõi nào ư? Ông nên biết các Bồ Tát ấy từ cõi Phật này đến cõi Phật khác vẫn thường thấy Phật, vẫn thường chẳng ly Phật. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, và cũng thật hành 6 pháp ba la mật. Các Bồ Tát này sanh lên cõi trời Trường Thọ Thiên, trú nơi đó rồi sau khi mạng chung lại sanh về cõi này thọ thân người, được gặp Phật và Bồ Tát. Hàng Bồ Tát này cũng vẫn còn căn tánh chậm lụt. Lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, và cũng thật hành 6 pháp ba la mật. Các Bồ Tát này do chẳng dùng phương tiện nên xả thiền sanh về cõi dục. hạng Bồ Tát này cũng vẫn còn các tánh chậm lụt. Lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, tù tử tâm dẫn đến xả tử tâm, nhập hư không xứ dẫn đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi tù niệm xứ. Tám thánh đạo, 10 Phật lực, phát đại bi tâm. Các Bồ Tát này dùng các sức phương tiện, chẳng tùy bốn sắc định danh, chẳng tùy bốn vô lượng tâm sanh, chẳng tùy bốn vô sắc định danh, mà chỉ sanh vào nơi nào có Phật, thường chẳng ly bát nhã ba la mật. Các Bồ Tát này ở trong hiển kiếp sẽ được đạo vô thượng Bồ Đề luận hỏi. Ngài Xá Lợi Phất hỏi về đời trước và đời sau của các Bồ Tát. Vì sao Phật chỉ sơ lược về đời trước mà lại nói nhiều về đời sau như vậy? Đáp: người ở thế gian dùng nhục nhãn nên chẳng có thể thấy được đời sau. Do chẳng thấy được đời sau nên khởi tâm nghi, chẳng biết đời sau của mình sẽ đi về đâu. Bởi vậy nên Phật phải nói rộng. Cũng như lửa đã được dập tắt rồi, chẳng còn cần phải để ý làm gì nữa, phải cần cảnh giác phòng lửa trong tương lai. Lại nữa, có trường hợp người nghèo chỉ mong xin được chút ít mà lại gặp được người vừa giàu của cải vừa giàu lòng nhân từ, nên nhận được rất nhiều của bố thí. Cũng như vậy, Ngài Xá Lợi Phất chỉ hỏi ít mà lại được Phật giải đáp rất nhiều. Biển Phật Pháp mênh mông vô hạn lượng, Phật đem vô lậu Pháp ra bố thí cho chúng sanh chẳng bao giờ hết được. Do có Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi mà Phật rộng phân biệt để cho đại chúng được rõ. Lại nữa, do có nhiều người nghĩ rằng nếu các Pháp đều là không, đều chẳng có đi, vô khứ, đều chẳng có đến, vô lai, thì chết rồi chẳng còn đi về đâu nữa cả, nên Phật muốn đoạn nghi cho họ. Phật phải dẫn ra nhiều thí dụ về chết đây sanh kia nhằm đoạn nghi cho hạng người nêu trên, và đồng thời để cho đại chúng được hiểu rõ. Hỏi: có thuyết nói chết là vĩnh diệt, có thể nói như vậy được chăng? Đáp: sau khi chết, thân bị hủy diệt theo 3 trường hợp: hoặc thân bị lửa thiêu cháy rụi thành tro, hoặc thân bị các côn trùng rúc rỉa trở thành đất, hoặc lâu ngày bị mục nát trở thành đất. Người thế gian chỉ thấy thân hiện hữu, tức là thân ở đời này, mà chẳng thấy được thân hậu hữu, tức là thân ở đời sau, nên chết rồi là vĩnh diệt. Đây là do chẳng biết được thân đời sau, chẳng phải là chẳng có thân đời sau vậy. Vì sao? Vì nếu thân diệt rồi là mất hẳn, thì chẳng sao giải thích được sự có mặt của hằng hà sa chúng sinh trong 3 cõi. Lại cũng chẳng có thể giải thích được các hiện tượng như đứa bé mới lọt lòng mẹ đã biết khóc biết cười, cùng sanh ra ở đời vì sao có người giàu kẻ nghèo, người sang kẻ hèn, người hiền kẻ ác, người tốt kẻ xấu, người thông minh kẻ đần độn, vân vân. Nếu chẳng có các nghiệp duyên từ đời trước thì làm sao có những hiện tượng sai khác như vậy được? Lại nữa, nếu nói sau khi chết thân thối nát rồi là hết, thì còn 6 tình sẽ đi về đâu? Phàm phu dùng nhục nhãn chẳng thấy được thân đời sau, thân hậu hữu, còn các bậc thánh dùng thiên nhãn thấy rõ chúng sanh chết đây sanh kia. Chết chỉ là sự rời bỏ thân này để thọ thân khác, y như người rời căn phòng này để qua căn phòng khác, rời chỗ này để đi đến chỗ khác vậy. Lại nữa, người kém trí huệ chỉ dùng nhục nhãn để thấy như vậy cũng đồng như các loại súc sanh, chẳng có gì khác cả. Trong lúc đó thì người trí biết rõ có đời sau, biết rõ rằng nếu phiền não chưa tận thì còn phải trở lại sanh thân nữa. Vì sao? Vì tâm thức hằng chuyển cùng với duyên nghiệp báo ở đời này mà dẫn sanh thân ở đời sau. Ví như sữa biến thành bơ, thành phô mát, vân vân. Sanh thân cũng là như vậy. Dù năm ấm thân trước đã hoại, nhưng do có các hành nghiệp tiếp nối mà có thọ quả báo, dẫn sanh năm ấm thân ở đời sau. Ví như cây mùa đông tuy chưa sanh hoa lá, nhưng đã có sẵn các nhân để dẫn sanh hoa lá mùa xuân tiếp đến. Do có tạo nghiệp nhân duyên mới có thọ nghiệp quả sanh tử. Ví như người ngủ say nằm mộng, mà khi tỉnh dậy vẫn còn nhớ được cảnh ở trong mộng. Lại nữa, dùng mắt thường nhìn thấy một người có vẻ mặt cau có cũng đoán biết được người ấy sân si nóng nảy. Thấy người mặt mày ủ rột cũng đoán biết được người ấy đang yêu sầu buồn khổ. Thấy người mặt mày rạng rỡ vui tươi cũng đoán biết được người ấy thanh nhàn khoan khoái, vân vân. Phàm phu dùng nhục nhãn còn thấy biết như vậy, huống nữa là bậc thánh có thiên nhãn và tha tâm trí. Ví như người đi trong đêm tối phải lần từng bước theo người dẫn đường. Chúng ta trên đường tu học phải nương theo các bậc thiện tri thức mới mong khỏi bị rơi vào tà đạo. Trong Phật Pháp tuy nói rốt ráo không, nhưng vì phàm phu điên đảo chấp có ngã có pháp, nên Phật phương tiện thuyết có nhân có quả, có nghiệp nhân nối tiếp, có thọ quả báo tương tục. Phải nên biết rằng Phật Pháp chẳng chấp hữu, chẳng chấp vô, cũng chẳng chấp phi hữu, chẳng chấp phi vô. Phật Pháp giống như con dao chém giữa hư không, chẳng gây thương tích cho ai cả. Chư Phật và chư Bồ Tát vì chúng sanh mà tùy duyên nói Pháp, nhưng tự mình chẳng có khởi chấp như bài kệ sau đây. Hết thảy Pháp đều thật, hết thảy Pháp đều hư, lại vừa thật vừa hư, cũng chẳng thật chẳng hư. Niết bàn là chân tế, thời gian cũng chân tế. Niết bàn tức thế gian, rốt ráo bất khả đắc. Như vậy Phật Pháp thuyết rốt ráo không, mà vẫn thuyết về duyên nghiệp sanh tử. Đây là lý do thuyết phẩm vãng sanh này. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng, như vậy người tu làm sao có thể tu tập để tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật được? Đáp: Bát Nhã Ba La Mật nhiếp hết thảy các pháp, ví như biển lớn tiếp nhận hết thảy các nguồn nước từ muôn sông chảy đến. Nên biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng thì đâu còn gì để vấn nạn nữa. Nếu ở Bát Nhã Ba La Mật mà còn chấp tướng thì mới nên vấn nạn như vậy. Người tu hành khi đã vào được hết thảy các tam muội, đã được tâm rộng lớn là liền được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Ví như cha mẹ thấy con phạm lỗi lầm sanh tâm thương xót, tìm mọi cách để dìu dắt con ra khỏi mê lầm. Cũng như vậy, Bồ Tát thấy chúng sanh mê lầm, bị các nhiễm duyên trói buộc, chẳng biết được tự tánh không của các pháp, khiến phải bị đọa lạc, nên dùng mọi phương tiện cứu vớt chúng sanh ra khỏi các khổ. Bồ Tát phát tâm đại bi thương xót chúng sanh, dạy họ tu học, dẫn họ vào Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, dùng năm thần thông cúng dường vô lượng chư Phật độ vô lượng chúng sanh. Chúng sanh dùng nhục nhãn chẳng thấy được các cõi Phật, còn Bồ Tát thấy khắp hết thảy các cõi Phật, chẳng có gì ngăn ngại cả. Tuy nhiên cũng có Bồ Tát chẳng dùng phương tiện mà vào thiền định rồi đắm thiền vị, trú trong thiền định mà chẳng niệm chúng sanh. Hạng Bồ Tát này vì tâm từ bi kém nên sanh lên cõi trời Trường Thọ Thiên là phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Ở nơi đây chẳng có tỉnh giác, cũng chẳng có đạo Bồ Đề. Hạng Bồ Tát này nếu được sanh trở lại làm người, nếu được gặp Phật Pháp thì sẽ nhớ lại sự phát tâm Bồ Đề trước đó, dẫn đến sẽ tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có chép bầu chuyện sau đây: và một hôm Phật hỏi một vị tỳ kheo rằng đất ở móng tay ta và đất ở đại địa bên nào nhiều hơn? Vị tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, đất ở đại địa nhiều hơn. Phật dạy: chư thiên ở các cõi trời sanh làm người rất ít, chỉ ví như đất ở móng tay ta, còn đọa vào địa ngục rất nhiều như đất ở đại địa. Vì sao? Vì ở cõi trời hưởng phước quá nhiều nên khó tu hành, khi hết phước thường bị đọa. Hỏi: trong 22 căn thì độn căn nhiếp về những căn nào? Đáp: người đã được huệ căn rồi, quán được thật tướng Pháp rồi, nhưng khi vào thiền định mà đắm chấp thiền vị thì cũng sẽ trở thành độn căn. Ví như có đầy đủ 5 căn tín tấn niệm định huệ, hòa hợp làm trợ đạo Pháp, dẫn sanh lên cõi trời. Nhưng nếu thọ phước báo ở cõi trời mà sanh tầm chấp đắm thì cả 5 căn nói trên đều trở thành độn căn cả. Trong kinh nói Bồ Tát đã được phước đức thanh tịnh, đã có được 18 căn lanh lợi, nhưng nếu các căn còn lại chấp đắm thì cũng sẽ trở thành độn căn. Trong kinh Pháp Hòa có nói: nếu chẳng còn các chấp trói buộc gây ra phiền não thì mạng căn được an ổn và các căn kia cũng trở thành lanh lợi, như vậy gọi là lợi căn. Lại nữa, khi thọ lạc, biết rõ lạc là vô thường, chẳng đắm lạc, cũng chẳng tham dục thì sẽ sanh được tín căn kiên cố, vững tin nơi mình, khiến có thể làm được các việc rất khó làm, xa lìa dục lạc. Biết rõ dục lạc là tội lỗi, tu tập đầy đủ 3 thiện căn, như vậy gọi là lợi căn. Bồ Tát ở nơi 3 vô lậu căn mà chẳng thủ chứng thật tế nên gọi là lợi căn, trái lại thì gọi là độn căn. Hỏi: vì sao nói hạng Bồ Tát thứ 2 xả thiền sanh về cõi dục là chẳng dùng phương tiện? Đáp: hạng Bồ Tát này khi lâm chung bị nhiếp bất thiện tâm nên xả các thiền định sanh về cõi dục, như vậy là chẳng tu các phương tiện lực. Nếu Bồ Tát có thiện tâm, vô ký tâm và xả tâm, lại khởi từ bi tâm thương xót chúng sanh, giới niệm nghĩ rằng nếu ta ở trong thiền định thì ta chẳng có thể rộng độ chúng sanh, mà phát đại nguyện xả thiền sanh về cõi dục, thì gọi là có tu phương tiện lực. Lại nữa, nếu Bồ Tát chẳng sanh độn căn, nhập Bồ Tát vị, được Bồ Tát đạo, tu 37 phẩm trợ đạo, chú các thần thông, dẫn đến khởi tâm đại từ đại bi thương xót chúng sanh, thì gọi là có tu phương tiện lực. Lại nữa, Bồ Tát có tu phương tiện lực, chẳng tùy thiền định sanh, chẳng tùy 4 vô lượng tâm sanh. Vì sao? Vì Bồ Tát này tu 4 niệm xứ, dẫn đến tu đại từ đại bi. cho đến khi mạng trùng cũng vẫn thương xót chúng sanh, chẳng giải bỏ chúng sanh, nên nguyện sanh về các cõi Phật khác để tu tập tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát nêu lên sau cùng trên đây thuộc về hạng Bồ Tát gì? Đáp: đây là hạng Đại Bồ Tát, gọi là Phi Bạt Đà Kiếp Bồ Tát. Hỏi: thế nào gọi là Phi Bạt Đà Kiếp? Đáp: Phi Bạt Đà Kiếp là vô số kiếp chẳng thể tính được. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Có một vị tỳ kheo hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, thời gian bao nhiêu lâu gọi là một kiếp? Phật dạy: trước đây ta đã nói nhiều rồi mà các ngươi chưa hiểu rõ. Này ta lấy thí dụ để làm sáng tỏ vấn đề. Nhỏ nhất là 60 niệm, hợp lại thành một đại niệm. Đại niệm đó cũng gọi là một kiếp. Còn nói về đại kiếp thì chẳng có toán số thí dụ nào ở thế gian có thể tính được. Ví như có một cái thành hình vuông, mỗi bề 100 do tuần. Lại có một người sống lâu 100 tuổi, đập nát thành ấy thành bụi, rồi suốt đời đếm các hạt bụi ấy, thì người ấy cũng chẳng sao đếm hết được. Thế nhưng nếu lấy một hạt bụi dụ cho một kiếp, thì thời gian của vô số kiếp ấy hợp lại cũng chẳng sao so sánh được thọ mạng của một đại kiếp. Phân biệt đại kiếp và tiểu kiếp như đã nói trên đây cho thấy rằng thọ mạng của một đại kiếp là vô lượng, vô biên. Hãy lấy thí dụ về một người tu hành viễn ly, sau khi người ấy trừ được 5 triển cái, vào được sơ thiền, được ly sanh hỷ lạc, đứng dậy nói với chúng sanh rằng: ta chán ghét năm dục và sơ thiền, ở nơi đây ta được đệ nhất lạc. Lại có chúng sanh nghe như vậy tu tập xa lìa năm dục vào sơ thiền, dần dần diệt các quán vào đệ nhị thiền, lên đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Lại có chúng sanh ở trong ba đường ác nghe như vậy khởi sanh thiện tâm, tinh tấn tu hành, dẫn đến sau khi mạng chung được sanh làm người. Thời gian tu tập của các chúng sanh nói trên đây chẳng có thể lượng được, nhưng vẫn chẳng sao sánh được thọ mạng một đại kiếp. Dù thọ mạng của một đại kiếp lâu bền như vậy, nhưng kiếp cũng vẫn là sanh diệt vô thường. Ở trong phẩm 18.0 đã có nói rõ. Đại kiếp chịu 3 tai họa lớn dẫn đến kiếp tận, đó là hỏa kiếp, lửa lớn thiêu rụi cả 3.000 đại thiên thế giới dẫn đến hủy diệt cảnh giới sơ thiền. Thủy kiếp, nước cuốn trôi cả 3.000 đại thiên thế giới dẫn đến hủy diệt cảnh giới nhị thiền. Phong kiếp, gió thổi mạnh cuốn theo cả 3.000 đại thiên thế giới dẫn đến hủy diệt cảnh giới tam thiền. Tiểu kiếp cũng chịu 3 tai họa lớn do ba độc tham sân si gây nên, đó là nạn đói khát, nạn đau binh, nạn dịch lệ, bệnh tật. Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy Ngài Xá Lợi Phất rằng: này Xá Lợi Phất, trong đời vị lai, ông sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai. Đức Phật Hoa Quang trụ thế trong 12 tiểu kiếp. Sau khi Đức Phật diệt độ rồi, chánh Pháp còn trụ lại thêm 32 tiểu kiếp. Tượng Pháp trụ 32 tiểu kiếp. Đức Phật ấy từ trong tam muội ra thuyết kinh Pháp Hoa trong 6 tiểu kiếp. Danh từ kiếp cũng có nghĩa là thời, là tiết. Còn danh từ Phi Bạt Đà Kiếp có nghĩa là vô số kiếp, chẳng có thể lượng tính được. Lại nữa, vào thời không có Phật, thế giới bị 3 tai họa lớn làm tán hoại, thời ấy gọi là không kiếp. Thế rồi 4 đại thanh tịnh hòa hợp trở lại tạo dựng thế giới mới, thời ấy gọi là hiển kiếp. Lúc bấy giờ từ dưới nước mọc lên một đóa hoa sen ngàn cánh, vị trời ở cõi trời Tịnh Cư Thiên biết đó là điểm báo sẽ có ngàn Đức Phật hiện ra ngồi trên các hoa sen ấy, tỏa hào quang rực rỡ. Một thế giới trải qua 4 thời kỳ thành trụ hoại không, sau đó lại được thành lập trở lại và tiếp tục chu trình của 4 thời kỳ như trên. Kinh Cảnh Sách nói: một thời kỳ gồm 20 tiểu kiếp, cộng chung 4 thời kỳ là 80 tiểu kiếp. Kinh Khối Thế nói: trải qua 20 tiểu kiếp ở thời kỳ không, do các nghiệp cảm của chúng sanh muốn thành lập một thế giới mới, nên lại có một thế giới nữa được thành tựu trong 20 tiểu kiếp, trụ trong 20 tiểu kiếp, hoại trong 20 tiểu kiếp, rồi trở lại không trong 20 tiểu kiếp, vân vân. Kinh này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi dùng các sức phương tiện chẳng tùy thiền định sanh mà sanh về cõi dục và các dòng họ lớn để thành tựu chúng sanh. Luận: hỏi, trước đây đã phân biệt nói có 2 hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát tùy nghiệp sanh thân, hạng Bồ Tát tùy pháp tánh sanh thân. Hạng Bồ Tát này có biến hóa thân ở trong khắp 3 cõi, làm các công đức nhằm độ sanh. Như vậy ở đoạn kinh trên đây nói về hạng Bồ Tát nào? Đáp: ở đây nói về hạng Bồ Tát tùy nghiệp sanh thân. Vì sao? Vì hạng Bồ Tát này chưa có được pháp thân, nhưng do vào các thiền định mà có các sức phương tiện. Hạng Bồ Tát này chẳng muốn theo thiền định sanh, mà chỉ muốn dùng các sức phương tiện sanh về cõi dục để làm lợi ích cho chúng sanh ở cõi này. Hỏi, nếu chẳng muốn theo thiền định sanh, thì vì sao lại sanh về cõi dục mà chẳng sanh về các cõi khác? Đáp, hạnh nguyện của các Bồ Tát chẳng đồng nhau, mỗi vị đều có hạnh nguyện riêng. Hỏi, có Bồ Tát nguyện sanh về các cõi Phật khác, như vậy ở các cõi Phật ấy cũng đều có cõi dục chăng? Đáp, cõi nào có tạp ác bất tịnh thì đều được gọi là cõi dục. Còn cõi nào thanh tịnh, chẳng có ba đường ác, chẳng có người nữ, chẳng có nhiễm dục, vô dục, thì không gọi là cõi dục. Do đã có phước nghiệp thanh tịnh, lại có tâm từ bi thương xót chúng sanh, nên Bồ Tát mới nguyện sanh về cõi dục để hóa độ chúng sanh. Hỏi, Bồ Tát khi mạng chung đã xả thiền định rồi, còn cầu tu học gì nữa mà nguyện sanh về cõi dục? Đáp, vì thấy chúng sanh ở cõi dục tâm tánh cuồng loạn, nên sau khi mạng chung, Bồ Tát nguyện sanh về đây để giáo hóa họ, cứu họ thoát khổ, khiến họ nhiếp tâm về chánh niệm. Hỏi, vì sao khi sanh làm người ở cõi dục, Bồ Tát lại chọn sanh vào các dòng họ lớn? Đáp, vì sanh vào các dòng họ lớn mới có nhiều trí huệ, có nhiều của cải, có nhiều thế lực, nhờ vậy mà có nhiều sức phương tiện để làm lợi ích cho chúng sanh. Trái lại, nếu sanh vào các nhà bần cùng hạ tiện thì cầu tự lợi còn chưa được, huống nữa là làm các việc lợi lạc cho chúng sanh. Kinh, này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhập vào sơ thiền dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, rồi dùng các sức phương tiện chẳng tùy thiền định sanh mà sanh về các cõi trời dục giới để thành tựu chúng sanh ở các cõi này, và cũng để thanh tịnh Phật độ, được gần gũi chư Phật. Luận, hỏi, chư thiên ở các cõi trời dục giới đóng chấp năm dục rất khó được hóa độ, như vậy vì sao Bồ Tát còn nguyện sanh về các cõi trời này? Đáp, mặc dù chư thiên ở nhiều cõi trời dục giới thường đóng chấp dục lạc, khó được hóa độ, nhưng Bồ Tát vẫn phát đại nguyện sanh về nơi đây để hóa độ họ. Thế nhưng ở nhiều cõi trời dục giới khác, như các cõi trời tam thập tam thiên, trong số chư thiên có rất nhiều vị rất thánh thiện, nhàm chán năm dục. Lại nữa, ở cõi trời Đâu Xuất Đà Thiên thường có các Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đến thuyết pháp, nên chư thiên ở cõi trời này có được tín tâm thành tịnh. Kinh, này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật, dùng sức phương tiện nhập vào sơ thiền, đến khi mạng chung sanh về cõi trời Phạm Thiên, làm Phạm Thiên Vương dạo chơi các cõi Phật. Đến nơi nào có vị Bồ Tát mới được vô thượng Bồ Đề, mới thành Phật mà chưa chuyển pháp luân, thì xin khuyến thỉnh chuyển pháp luân. Luận, hỏi, từ nơi sơ thiền làm sao Bồ Tát có đủ sức phương tiện để sanh lên cõi Phạm Thiên? Đáp, tuy ở nơi sơ thiền nhưng Bồ Tát chẳng chấp đắm thiền vị, lại thường niệm Phật đạo, thường nhớ hứa bản nguyện độ sanh, nên thiền cùng hòa hợp với từ tam muội, dẫn sanh các sức phương tiện tùy nguyện sanh về cõi Phạm Thiên vậy. Hỏi, vì sao Bồ Tát lại nguyện sanh làm Phạm Thiên Vương? Đáp, do tu tập phước đức nhân duyên trong nhiều đời, nên Bồ Tát thường sanh làm Phạm Thiên Vương, dẫn đến khi sanh vào loài nai cũng làm nai chúa. Bồ Tát phát đại nguyện thỉnh Phật chuyển pháp luân, nên trong khắp 3000 thế giới, Bồ Tát đi từ nơi này đến nơi khác, và ở đâu thấy có vị Phật mới thành chưa chuyển pháp luân thì liền sinh thỉnh chuyển pháp luân. Bởi nhân duyên vậy nên trong kinh nói Phạm Thiên Vương thường khuyến thỉnh Phật chuyển pháp luân. Kinh, này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát nhất sanh bổ xứ thật hành bát nhã ba la mật, dùng các sức phương tiện nhập vào sơ thiền, dẫn đến nhập vào đệ tứ thiền, nhập từ tâm dẫn đến xả từ tâm, nhập hư không xứ dẫn đến nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, tu bốn niệm xứ dẫn đến tu tám thánh đạo, nhập vào các tam muội không, vô tướng và vô tác, nhưng chẳng tùy thiền định sanh mà sanh vào các nơi nào có Phật xuất thế để tu phạm hạnh, hoặc sanh lên cõi trời Đâu Xuất. Đến khi mạng chung vẫn chẳng mất chánh niệm, vẫn đầy đủ thiện căn, nên được vô số trăm ngàn chư thiên vây quanh cung kính. Bồ Tát sanh về nơi đây là sắp được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Luận, hỏi, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ đã trú ở thập địa rồi, đã đầy đủ các công đức rồi mà còn tu tập gì nữa? Đáp, vì chưa vào niết bàn nên Bồ Tát vẫn còn tu tập các thiền định và các tam muội. Lại nữa, Bồ Tát ở trong cõi trời và cõi người nên phương tiện khai thị thiên pháp và nhân pháp để tu tập cầu đạo, và dẫn dắt hàng trời và hàng người tu tập cầu đạo. Lại nữa, Bồ Tát tuy ở trong thập định mà vẫn còn có các tập khí dư tàng, cũng như ở nơi các pháp vẫn còn có chỗ chưa được rõ nên còn phải tu tập. Lại nữa, Bồ Tát thật hành 37 phẩm trợ đạo, 3 giải thoát môn mà chưa chứng nên phải tu tập thêm. Lại nữa, các vị Bồ Tát này tuy trong hàng Bồ Tát là lớn đại mà so với Phật vẫn còn là nhỏ tiểu nên còn phải tu tập thêm. Trong kinh Phóng Bát có nêu một chuyện sau đây. Ngài Di Lặc Bồ Tát hỏi Ngài Bồ Tát Văn Thù rằng: như về sau này tôi thành Phật vào trong hàng xa thế giới để cứu độ chúng sanh, thì Ngài có thể hay biết được các chỗ nhấc chân và bước chân của tôi được không? Ngài Văn Thù trả lời: tôi chẳng sao hay biết được vậy. Bởi vậy nên hàng thập chú Bồ Tát vẫn còn có chỗ chưa hay biết, vẫn còn có chỗ phải học hỏi thêm vậy. Hỏi vì sao Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ chẳng muốn rộng độ chúng sanh mà lại muốn gần Phật, muốn được làm Phật? Đáp: Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ trải qua nhiều kiếp đã rộng độ chúng sanh, nay ở trước Phật, Bồ Tát muốn được Phật thọ ký cho. Đây là mật ý nói rằng Pháp Phật rất thậm thầm vì diệu, nên các vị Bồ Tát muốn được nghe, muốn được thưa hỏi Phật mãi mà chẳng bao giờ nhàm chán cả. Lại nữa, vì muốn thưa hỏi Phật thì phải ở gần bên Phật để được Phật dạy bảo cho. Hỏi vì sao vào thời Phật Ca Diếp, Phật Thích Ca Mâu Ni đã là Bồ Tát mà vẫn còn sanh ác khẩu, còn dùng những lời phỉ báng Phật? Đáp: như trước đây đã nói rằng Pháp thân Bồ Tát dùng đủ các phương tiện biến hóa để độ chúng sanh. Bởi vậy có khi Bồ Tát phải thị hiện hành nhân Pháp, thị hiện tạo các nghiệp như người ở thế gian vậy. Trong kinh có chép bầu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như sau. Phật Ca Diếp khi còn là Bồ Tát có người em tên là Uất Đà La. Ông Uất Đà La là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài Ca Diếp đã có trí huệ thuần thục nên chẳng thích nói nhiều. Ông Uất Đà La vì chưa được đầy đủ trí huệ nên thường thích luận nghị. Người thầy bấy giờ lầm tưởng ông Uất Đà La giỏi hơn anh. Về sau Ngài Ca Diếp xuất gia được đạo và thành Phật hiệu là Ca Diếp. Còn Ngài Uất Đà La thì làm vua ở cõi Diêm Phù Đề. Vua Uất Đà La mời 500 vị Bà La Môn vào cung đảm đạo. Chịu ảnh hưởng của các Bà La Môn, nhà vua dấy tâm hủy báng Phật Pháp. Lúc bấy giờ nhà vua có một bạn thân từ thuở bé tên là Năng Đà Bà La. Ông Năng Đà Bà La là một cư sĩ tịnh tín, đệ tử thọ năm giới của Phật Ca Diếp. Vào một hôm, vua Uất Đà La ngự trên cỗ xe vàng có ngựa kéo ra khỏi cung thành. Thoạt nhìn thấy ông Năng Đà Bà La từ xa đi lại, nhà vua cất tiếng hỏi: Năng Đà Bà La, ông đi đâu vậy? Ông Năng Đà Bà La đáp: anh của ngài đã được đạo vô thượng Bồ Đề, tôi đang đi cúng dường Phật đây, ngài nên mau đi theo tôi đến hầu Phật. Nghe nói như vậy, vua Uất Đà La tự nghĩ: nếu ta đến hầu Phật thì quần thần sẽ cho ta là thua Phật. Nghĩ như vậy rồi nhà vua đáp: ông đầu trọc kia đâu có chứng được quả vô thượng Bồ Đề. Ông Năng Đà Bà La nổi giận, nắm tay nhà vua kéo lại và nói với nhà vua rằng ngài không thể không đến hầu Phật được. Vua Uất Đà La bèn nói với quần thần rằng: này bạn thân của ta đã khuyên như vậy, ta không thể không đến hầu Phật được. Ngày sau đó vua tôi cũng đi đến chỗ Phật. Vua Uất Đà La vừa thấy tướng hào quang trang nghiêm của Phật để sanh tín tâm thanh tịnh. Nhà vua cúi đầu đảnh lễ Phật rồi đứng sang một bên. Phật vì nhà vua thuyết một thời pháp. Nghe xong thời pháp, nhà vua liền vào được các Đà La Ni Môn và các Tam Muội Môn. Thế rồi nhà vua truyền các quần thần lui về, từ chỗ ngồi đứng dậy. Nhà vua phát tâm Bồ Đề thưa với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xin nguyện được làm tỳ kheo. Phật tán thán: thiện lai tỳ kheo. Mẩu chuyện trên đây cho thấy Bồ Tát thể hiện ác khẩu, nhưng chẳng phải là ác tâm hủy báng Phật vậy. Hỏi vì sao Phật Thích Ca Mâu Ni còn phải chịu 8 tội báo và phải chịu 6 năm khổ hạnh? Đáp: Pháp Tiểu Thừa khác với Pháp Đại Thừa rất nhiều. Tiểu Thừa chẳng có nói đến Pháp thân Bồ Tát, chẳng biết đó là bí mật Pháp có vô lượng thần lực, mà phần nhiều chỉ nói về việc đoạn các kiết sử để chứng Niết Bàn. Lại nữa, nếu Phật chẳng thị hiện thọ 8 nạn, thì hàng chư thiên dẫn đến hàng rồng, hàng quỷ thần sẽ khởi tâm nghi. Vì sao? Vì họ nghĩ rằng Phật còn lưu ác nghiệp mà chẳng thấy có thọ quả báo, do đó họ sẽ chẳng còn tin về nhân duyên nghiệp báo nữa. Phật thấy rõ chỗ nghi của họ nên thị hiện cho họ thấy rằng đã có tạo nghiệp là có thọ quả báo. Đây là lý do vì sao Phật thị hiện thọ 8 tội báo. Lại nữa, nếu Phật chẳng có thị hiện tu khổ hạnh thì người đời sẽ chẳng tin. Họ sẽ cho rằng Phật là vị thái tử, con vua tịnh phạn, quen sống cuộc đời vương giả, chẳng sao có thể tu khổ hạnh được. Lại vì các ngoại đạo tu theo pháp khổ hạnh, nên Phật thị hiện tu khổ hạnh để dìu dắt họ vào Phật đạo. Bởi hai nhân duyên này mà Phật thị hiện thọ hai quả báo như đã nêu trên đây. Chẳng phải là Phật gây ra tội ác, mà Phật phải thọ các quả báo vậy. Nên biết Phật là bậc đại giác đã đoạn giải các bất thiện pháp, nên chẳng còn phải thọ các quả báo nữa. Lại nữa, vì thương xót chúng sanh độn căn thiểu trí mà Bồ Tát thị hiện hành các pháp thế gian. Có lúc Bồ Tát thị hiện dùng ác khẩu phỉ báng Phật, như trường hợp vua Uất Đà La nêu trên đây, để làm duyên khởi dẫn dắt người khác vào đạo. Nên biết Bồ Tát Niết Sanh Bổ Xứ chẳng còn sơn nhuế kiêu mạn đối với một người phạm tội, mà Bồ Tát còn chẳng dùng lời mắng nhiếc, huống nữa là đối với Phật. Đây chỉ là những phương tiện thiện xảo mà Bồ Tát phải dùng để độ sanh. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Vào thời Phật Tỷ Bà Thi, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni thọ thân một vị Bà La Môn. Vị Bà La Môn ấy thấy Phật và chúng tăng ăn quá mau, bèn phát lời nói rằng những người này đáng ăn lúa mạch của ngựa. Do lời nói ấy mà phải thọ vô lượng khổ. Đến khi thành Phật rồi mà còn phải ăn lúa mạch của ngựa suốt 3 tháng trời. Nên biết việc Phật thị hiện ăn lúa mạch của ngựa như vậy cũng chỉ là phương tiện. Trong kinh Thanh Văn có nói rằng Phật thường thọ thân nam, thường sanh vào nhà quyền quý, tràng đạo và ác đạo trong suốt 91 kiếp từ thời Phật Tỷ Bà Thi đến nay. Lại có dẫn chứng lời Đức Phật Tỷ Bà Thi dạy Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni rằng ông sẽ chẳng còn đạo và ác đạo, và ở trong đời vị lai sẽ thành Phật. Những lời dẫn chứng trên đây cho thấy rằng sự việc Phật thị hiện thọ các quả báo chỉ là phương tiện thiện xảo để độ sanh vậy. Hỏi, cả hai tội báo của Phật đều có ghi trong Tỷ Ni Tạng. Như vậy vì sao nói trong suốt cả 100 kiếp mà Phật chẳng bị đọa ác đạo? Đáp, hàng Thanh Văn tùy theo A Tỷ Đàm mà luận nghị, lập ra bộ Tỷ Bà Sa. Luận nghị về hai tội báo trên đây của Phật chỉ được ghi trong bộ Tỷ Bà Sa, chẳng có ghi trong bộ Tỷ Ni Tạng, vậy chớ có nên nhầm lẫn. Lại nữa, như Ngài Bạt Câu La chỉ cúng dường chư tăng mù quả Kha Lê Lật mà được phước báo 91 kiếp, chẳng đọa vào ác đạo. Như vậy Bồ Tát trong vô lượng kiếp đã đem thân mạng bố thí, đã thành tựu vô lượng công đức, chẳng có thể phải đọa địa ngục về một tội nhỏ được. Đây là vì hàng tiểu thừa do chẳng biết được các sức phương tiện của Bồ Tát dùng để độ sanh mà nói ra như vậy, chớ nên y vào bộ luận Tỷ Bà Sa mà nêu lên lời vấn nạn. Lại nữa, Phật đã tự nói lên các nhân duyên độ chúng sanh, ví như khi Bồ Tát mới sanh đã thị hiện đi 7 bước nói kệ, rồi lại trở lại thân hải nhi bình thường, vân vân. Như vậy Bồ Tát thị hiện vô lượng phương tiện để làm lợi ích chúng sanh, dẫn dắt chúng sanh vào đạo giải thoát mà hàng Thanh Văn chẳng có biết rõ được. Hỏi, vì sao Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ chỉ sanh ở cõi trời Đâu Xuất mà chẳng có sanh ở các cõi trời khác? Đáp, chư thiên ở các cõi trời khác như cõi trời Trường Thọ Thiên chẳng có biết được hạnh nguyện của Bồ Tát nên thường sanh tâm nghi, cho đó là việc huyễn hóa. Nếu sanh ở trong loài người, cùng chịu sanh tử như loài người mà tu được thành Phật, thì hàng trời sẽ chẳng có tin, còn loài người sẽ sanh kiêu mạn, cho nên Bồ Tát phải thị hiện sanh về cõi trời Đâu Xuất, rồi từ cõi trời Đâu Xuất sanh xuống làm người, khiến cả hàng trời lẫn loài người đều sanh cung kính. Lại nữa, chư thiên ở cõi trời Đâu Xuất đã được tâm nhu nhuyến, đã mọc kiết sử, nên cõi trời này thường là trú xứ của các vị Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Ví như vị thái tử trước khi lên ngôi phải trì trai giữ giới ở trong thất suốt thời gian 7 ngày, sau đó mới lên chánh điện thọ vương vị. Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ cũng là như vậy, trước khi làm Phật thường ở cõi trời Đâu Xuất, rồi từ đó thị hiện sanh về cõi người. Khi Bồ Tát khởi niệm thọ sanh làm người, chư thiên vì muốn phò trợ đạo pháp nên đã khiến vô lượng chúng ma đến quấy nhiễu. Đây là những phương tiện để thử tâm Bồ Tát. Lại nữa, khi đã thọ thân người, Bồ Tát thị hiện rời bỏ 5 dục lạc, nhàm chán các cảnh già, bệnh chết, thị hiện xuất gia dẫn đến được đạo vô thượng Bồ Đề. Trong kinh Bổn Sanh có nói rõ: kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát đầy đủ 6 thần thông, chẳng sanh về 3 cõi, mà chỉ đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cung kính cúng dường tán thán chư Phật. Lại có Bồ Tát dùng Du Hí thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác, Bồ Tát đến đâu thì ở cõi đó chẳng còn có thanh văn và bích chi Phật thừa, dẫn đến chẳng còn có danh tự nhị thừa. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến đâu thì ở cõi đó thọ mạng vô lượng. Lại có Bồ Tát dùng du hí thần thông, đi từ Phật độ này đến Phật độ khác. Bồ Tát đến những nơi chưa có Phật Pháp để tán thán công đức của Phật Pháp Tăng, nên sau khi mạng chung sẽ được sanh về cõi có Phật. Luận: như trước đây đã phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát Pháp Thân, hạng Bồ Tát Sanh Thân. Bồ Tát Pháp Thân là hạng Bồ Tát đã đoạn giải kiết sử và đã được lậu tận thông. Bồ Tát Sanh Thân là hạng Bồ Tát chỉ mới ly dục và mới được 5 pháp thần thông. Hỏi: hạnh nguyện của Bồ Tát là độ thoát chúng sanh. Như vậy vì sao Bồ Tát còn muốn trở về thế giới Phật, là thế giới thanh tịnh, thế giới vô lượng thọ? Đáp: ở đây nên phân biệt có hai hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát có nhiều từ tâm vì chúng sanh mà thị hiện sanh về những nơi không có Phật Pháp Tăng, tán thán Tam Bảo, dạy cho chúng sanh tu các thiện pháp, khiến họ phát khởi được Bồ Đề tâm, rồi dần dần vào được đạo. Hạng Bồ Tát tu các công đức cho đến khi được nhất thừa đạo thanh tịnh. Hạng Bồ Tát này thì hiện sanh đến cõi vô lượng thọ, là cõi nước tốt đẹp thanh tịnh nhất, nhằm khuyến tấn chúng sanh tu tập để mau đến cảnh giới Phật. Kinh: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã được sơ thiền dẫn đến đệ tứ thiền, cũng đã được 4 vô lượng tâm, được 4 vô sắc định, đã tu 4 niệm xứ, 8 thánh đạo, dẫn đến 18 bậc cộng pháp, chẳng sanh vào 3 đường ác mà thường sanh vào những nơi mà chúng sanh đã có thiện căn để nói pháp. Luận: Bồ Tát dù sanh ở bất cứ nơi nào, hoặc là chỗ có Phật, hoặc là chỗ không có Phật, hoặc là chỗ thanh tịnh, hoặc là chỗ bế tạc, cũng đều chỉ nhằm đem lại lợi ích cho chúng sanh. Ở đâu Bồ Tát cũng dùng 5 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định làm lợi ích cho chúng sanh, dạy họ hoặc trì giới tại gia hoặc trì giới xuất gia, khiến họ thành tựu được thiền định trí huệ. Về thế giới thanh tịnh nên phân biệt có hai thứ, đó là thế giới hiện có Phật, thế giới mà Phật đã diệt độ. Ở các thế giới hiện có Phật đang trụ thế, Bồ Tát dẫn dắt chúng sanh đến với Phật để được nghe pháp, khiến họ được nhiều lợi ích. Ở đâu Bồ Tát cũng dùng tài thí và pháp thí làm lợi ích cho chúng sanh. Đối với người tại gia, Bồ Tát thường dùng tài thí. Đối với người xuất gia, Bồ Tát thường dùng pháp thí. Kinh: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thật hành 6 pháp Ba La Mật, và Bồ Tát vị được bất thối chuyển. Lại có Bồ Tát vừa sơ phát tâm liền được vô thượng Bồ Đề, liền chuyển pháp luân làm lợi ích cho chúng sanh, rồi sau khi nhập niết bàn, chánh pháp còn trụ thế thêm một kiếp nữa. Lại có Bồ Tát vừa sơ phát tâm liền được tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, và đã cùng trăm ngàn vị Bồ Tát khác đi từ cõi này đến cõi khác để thanh tịnh Phật độ. Luận: ở đây nên phân biệt có ba hạng Bồ Tát, đó là hạng Bồ Tát lợi căn thượng trí, tâm kiên cố, từ trước đã tu vô lượng công đức trí huệ, đã từng gặp Phật nghe pháp, đã được đầy đủ 6 pháp Ba La Mật. Hạng Bồ Tát này khi vừa phát tâm là liền được vào Bồ Tát vị. Hạng Bồ Tát độn can thiểu trí, sau khi phát tâm vẫn phải tu tập 6 pháp Ba La Mật, vẫn phải cúng dường chư Phật trong khắp 10 phương, rồi rất lâu sau mới được vào Bồ Tát vị. Hạng Bồ Tát sau khi phát tâm dần dần bị nhiễm các tạp ác tâm, thường sanh niệm chấp ngã, thường mong cầu thủ chứng, khiến cho công đức hồi hướng về vô thượng Bồ Đề bị trì trệ. Hạng Bồ Tát này phải tu tập trong nhiều A Tăng kỷ kiếp nữa mới vào được Bồ Tát vị. Như vậy là tùy theo Bồ Tát có phước đức nhân duyên giải hai mọc, đã tu đầy đủ 6 pháp Ba La Mật hay chưa tu đầy đủ 6 pháp Ba La Mật, đã được tâm kiên cố hay chưa được tâm kiên cố, mà việc được vào Bồ Tát vị hay được vào quả vị vô thượng Bồ Đề có mau có chậm, sai khác nhau. Ví như có 3 người dùng 3 loại xe khác nhau để cùng đi đến một địa điểm, người thứ nhất dùng xe ngựa, người thứ hai dùng xe trâu, người thứ ba dùng xe dê. Nếu 3 người cùng khởi hành một lúc thì người đi xe ngựa sẽ đến đích nhanh nhất, người đi xe trâu đến chậm hơn, còn người đi xe dê phải thật lâu sau mới đến nơi trốn được. Nói tóm lại, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã phân biệt có 3 hạng, đó là hạng Bồ Tát đã có phước đức thanh tịnh, hạng Bồ Tát tội ít phước nhiều, hạng Bồ Tát tội nhiều phước ít. Hạng Bồ Tát vừa phát tâm liền nhập Bồ Tát vị là hạng Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Hạng Bồ Tát này nhằm chán thế gian, thường ở nơi chân thật pháp, đã được tâm thanh tịnh kiên cố, bởi vậy nên vừa phát tâm Bồ Đề là để được vô thượng pháp luân, độ vô lượng chúng sanh trú trong pháp niết bàn. Lại nữa cũng nên biết rằng Phật thường hiển dụng hai thứ thần thông, đó là thần thông khi còn tại thế, thần thông sau khi đã nhập vào niết bàn, lưu giáo pháp lại vào thế gian để độ chúng sanh. Bồ Tát Lợi Căn cũng như vậy, hạng Bồ Tát này đã cùng Bát Nhã Ba La Mật tương ưng, đã đầy đủ 6 thần thông nên thường trang nghiêm quốc độ của mình và quốc độ của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà trước kia là Tỳ Kheo Pháp Tạng, đã giáo hóa vô lượng chúng sanh tự trang nghiêm quốc độ của mình. Quốc độ của Phật A-di-đà là Tịnh Diệu Quốc, nên được gọi là Cực Lạc Quốc Độ. Hết quyển 38.